Quý vị ơi, trong cuộc đời này khôn hay khùng gì không biết, nhưng mà mỗi ngày mà biết cười là cũng hạnh phúc lắm rồi quý vị. Đúng không? À, có những cái người khôn cho mình quá khôn, nhưng mà mỗi ngày bị cái cuộc đời này nó buộc ràng và không có những ngày tháng vui vẻ an lạc. Còn có những người khùng mà mỗi ngày lại biết cười vui và sống tốt đẹp. Thôi, không biết ai làm sao nữa quý vị. Cái cõi đời này phàm thánh đồng cư độ, mình không biết ai làm sao đâu. Đừng nên vội vàng bình luận một con người quá vội vàng sớm. Không biết nó là ai đâu quý vị. Đúng không? Ghê. Nguy hiểm. Đúng không? Giống như mà hồi xưa như Đức chưa đi tu á, tờ nhìn gì đâu mà xịt xình xình sang, té rầm rầm chó, dược dược chó, tá lả âm binh, đúng không? Nó mà tới khi mà tiếp nhận Phật pháp thì tự nhiên bây giờ lại có nhiều bạn bè đến gặp, nó nói ai vậy? Thì Đức nói nó đó. Hiểu không? Nên quý vị nhớ là học Phật pháp làm sao mà mở ra những cái sợi dây chói buộc trong cuộc đời, thì quý vị học Phật nó mới có kết quả. Giống như câu chuyện Hòa Thượng Tịnh Không ngày kể, cái ông này ông làm công cho một gia đình này giàu lắm, mà cái thời đó là cái thời giặc giả, chạy giặc, ông chủ giao tài sản lại hết cho người làm giữ giùm, rồi giặc giả rồi ông chủ chắc chết, mất tiêu luôn. Rồi bắt đầu thì cái ông làm công này ông ôm của cải, bây giờ ông chủ chết queo, ông đâu có lấy đâu. Nhưng mà ông chủ chết rồi, bây giờ tài sản vô tay của người làm công. Nhưng mà không phải ông chủ cho, mà là ông chủ kêu giữ giùm ông. Giữ giùm chứ không phải cho. Nhưng mà do ông chủ chết, tài sản nó vào tay của người làm công. Thì sao để người làm công này có gia đình, gia đình giàu lên, có gia đình và đẻ một thằng con trai. Thì cái năm mà mười, mười mấy tuổi, cái thằng con trai này tổ chức sinh nhật cho nó. Mà thằng con trai này nó dữ dằn lắm, nó bạo ngược ghê lắm. Mà nó chả treo kinh khủng lắm quý vị, nó dữ dằn lắm, nói nó nghe. Ngay cái ngày sinh nhật thì ông, cái ông mà chủ mà ông làm công này nè, thì ông đã học Phật rồi. Tự nhiên ông nhìn cái thằng con trai ông là ông chủ của ông. Ghê chưa? Cái sự tái sinh nó quay lại, nó đòi nợ. Nó, quý vị thấy không? Nếu không phải của mình mà đem về làm của mình, về những cái việc tội lỗi, về tạo nghiệp chướng và có của cải, là sẽ có nghiệp quan gia đến để xử mình. Nghe chưa? Và cuối cùng thì cái ông này, ông nhìn ra đó là ông chủ, thì ông biết ông học Phật nhân quả, ông hiểu. Thì ông biết rằng là cái nghiệp này phải trả nợ, phải trả thôi. Ông công bố lên cho cái những người quan khách đến dự cái ngày sinh nhật. Bắt đầu là tôi đem của cải này, tất cả của cải vật chất này tôi đều cho hết cho con trai con tôi, từ hôm nay là của cải này hoàn toàn của nó. Nghe không? Hoàn toàn của nó. Đó là hiểu sâu nhân quả đó quý vị. Hiểu sâu nhân quả. Nếu như những đức, nếu như những đức mà hiểu Phật pháp sâu thêm chút nữa thì những đức làm khác. Ông là ông chủ tái sinh lại, nhưng bây giờ ông có quyền này. Ông chết rồi ông quay lại, ông là do chấp của mà quay lại đây. Nên của này bây giờ trong tay tôi là của tôi. Thờ trong tay ông là của ông, mà thờ trong tay tôi là của tôi. Bây giờ tôi học Phật được rồi, tôi đem của cải thì tôi đi làm từ thiện hết. Hiểu không? Làm thiện làm tốt hết luôn. Tôi đâu có xài đâu, tôi sợ. Hiểu không? Thì tôi có thể hóa giải với thằng con trai này còn dữ hơn. Phước đức nó tăng lên. Còn bây giờ thằng con trai nó lớn lên, chưa chắc nó bố thí cúng dường. Đúng không? Chưa chắc nó bố thí cúng dường thì ông chủ này chết đi, ông đỏ luôn. Bây giờ mình đem mình bố thí cúng dường hết thì nó quá giải cái nghiệp.
Khi nó hóa giải cái nghiệp rồi, thằng con trai này nó biết tu, thì lúc đó nó mới đi đến chỗ giải thoát. Nghe không? Đó. Học pháp thì nó rất nhiều cách quý vị. Nó rất là nhiều cách. Quý vị làm sao mà dùng cái trí tuệ của mình để giải quyết vấn đề thì nó đặc biệt lắm. Đó. Nên mỗi một con người mình đi chùa thì rất là nhiều. Nhưng mà để đi đến ngôi chùa mà để nghe rõ ràng, nghe được cái định luật nhân quả sâu sắc, thì hiện tại bây giờ quý vị ít gặp. Mà có gặp đi chăng nữa thì quý vị cũng nghe được nhân quả, nhưng lại không nghe cái pháp tu. Mà quý vị nhớ là cái pháp tu tại nhà quý vị mà áp dụng tu, quý vị mới sanh trí tuệ và tin nhân quả. Nhớ nghe. Nếu như quý vị mà chỉ có nghe nhân quả mà không nghe, không tu được pháp tu, thì quý vị chỉ có nghe mà không hành trì. Giống như ăn mà không tiêu hóa vậy đó. No. Giống như một tạ lý thuyết không bằng 100 gram thực hành. Nhớ kỹ. Nên quý vị về nhà cố gắng thực hành cái từ khóa tu sáng tối. Và từ từ đi đến đây, ai cũng thỉnh Phật, Bồ Tát về thờ hết đi. Nhà đều có ngôi tam bảo hết. Rồi sáng tối dụng công tu. Trời ơi quý vị ơi, chùa của mình á, mà nếu mà không có thờ khóa tu một ngày 4 thờ, chắc ở đây chắc ngóng gió quá. Không gió mà sống, liệu nó có cơm ăn? Ai mà cúng nổi cho 2000 người ăn? Thì nghĩ đi, bây giờ tất cả quý chú quý thầy mình giờ thọ giới tỳ kheo hết đi cúng, bây giờ nuôi cũng không nổi 2000 người nữa, sao nuôi nổi? Nhưng mà bảo đảm với ông đi cúng, mấy ông sẽ không bao giờ đưa tiền ra cho nuôi mấy bà già đâu. Dễ gì quý vị. Tội tội cúng khô khô hơn cạn tiếng. Lỡ đó mà tụng mà muốn ăn chết luôn. Rồi cái âm khí nặng nề, hít mệt mỏi vô. Mà đem tiền về chắc những đứa nghỉ chắc 500 ngàn, chắc đưa được 5 ngàn quá. Chứ đừng có nói mà đưa cho nuôi người già, không có cửa đó đâu. Hiểu không? Nên nhờ đi niệm Phật không á, nên anh em chung tay với nhau nhiệt tình lo cho Phật tử. Nên mình lo cho bốn phương, bốn phương lo cho mình. Hiểu không? Mà rõ ràng bị đi về chùa mình, quý vị, quý vị đỡ tối đa cái việc quý vị gặp cái việc mà người ta xin tiền bạc quý vị. Nó không có cái việc này. Người trong chùa không có xin tiền bạc quý vị. Và người trong chùa mình không có cái người nào mà bé bé tới quý vị nói là chùa cần cái gì, cái gì, cái gì nữa. Mày đi đây có gặp chuyện này không? Có không? Ừ. Chứ gặp mà bây giờ mình đi đến chùa mình tu, mình gặp người bé bé tới mình hỏi là cần cái này, cần cái kia. Về tới mình nói thôi, về quá trời. Chùa sao về thế đi cũng. Thấy không? Hoặc là mới đi đến chùa chưa chân, tự nhiên dẫn ra phía sau. Vừa đi đến chùa dẫn phía sau làm chi cháu? Sao hè? Làm gì? Chỉ cái nhà bếp chuẩn bị xây. Chỉ nhà bếp xong cái dẫn qua phía bên hông. Làm gì nhà, làm cái nhà mát. Để mà khách khứa. Rồi xong chỉ bên kia làm gì? Tượng Quan Âm Bồ Tát. Chỉ quá nhiều thứ. Cuối cùng mình nói sao sợ quá. Mới đến chưa biết cái gì chứ, chưa được hưởng cái gì chứ mà thấy chỉ tùm lum. Nên tự nhiên không ai dám đến. Hoặc là một cái chương trình gì đãi ăn đưa ra, một phần ăn là bao nhiêu tiền, mà Phật tử thì mọi người bỏ ra cúc nấu. Nhưng mà một phần đó mình ăn là bỏ bao nhiêu tiền, gầy ra một cái quỷ này kia, nên giết người ta lạnh. Đến chùa bị lạnh. Quý vị ơi, cái gì cũng để cho người ta tự phát tâm. Chứ mà người ta chưa chịu phát tâm mà miễn cưỡng là nó bị lạnh đó quý vị. Thời tiết lúc này sao lạnh lẽo. Ừ. Nó quý vị thấy không, bây giờ quý vị về đây quý vị nghe như Đức giảng quý vị mới hiểu. Rồi bản thân quý vị tự mà biết phát tâm,
Tại vì chùa là tổ ấm ta về, nên phải chung tay xây đắp chẳng nề hà chi. Thấy không? Công phu công quả hộ trì thì già lam hương thịnh, ước gì lớn hơn. Mà ngôi già lam hương thịnh là ngôi già lam mà có thiết pháp á. Mà những đức thấy thiết pháp có khó không quý vị? Không riêng những đức thì những đức thấy thiết pháp có khó. Nhưng quý vị thấy khó không? Khó hả? Mà sao những đức thiết tối ngày mà thấy đâu có gì đâu. Ngồi xuống nói chuyện thôi. Thì nói đại thôi. Thì nói được không? Nên quý vị biết á, thí pháp là cái gì? Là đem cái pháp mình học được mà nói ra. Gì đâu khó. Thí pháp nó khác thiết pháp. Hiểu chưa? Thiết pháp và thí pháp là khó. Thiết pháp thì khó hơn thí pháp. Thí pháp là quý vị đi đến đây những đức thí pháp cho quý vị, là đem cái pháp tu giới thiệu cho quý vị, rồi quý vị mới đem cái pháp tu này đi giới thiệu cho người ta thì đâu có khó. Hiểu không? Còn thiết pháp là Đức Thích Ca Mâu Ni ngài thiết pháp đó, đúng không? Thiết giải ra cái pháp tu để cho người ta tu trong 84,000 pháp môn là Đức Thích Ca Mâu Ni ngài thiết ra rồi mới thành kinh giáo. Còn mình là gì? Là thí pháp, là từng đời người ta truyền xuống tới mình cũng học được thì đem cái pháp tu này thí ra. À, thí á. Vậy đâu có khó đâu. Nói quý vị lấy cái những đức nói làm và dạy cho người ta thì gọi là thí pháp. Đúng không? Đúng không? Rồi tài thí thì không có khó. Tài thí là quý vị gặp một người nghèo khổ, quý vị khi tặng cho người ta. Gặp người mù, quý vị tặng cho người ta tiền. Cái cảm giác khi quý vị tặng tiền cho người ta, trong cảm giác quý vị sẽ có được. Thì quý vị lấy cái cảm giác đó, quý vị nhận thức cảm giác. Lấy cảm giác để nhận thức cảm giác. Để rồi lấy cái cảm giác tài thí mới dạy người ta tài thí. Đúng không? Đó. Giống như người ta ngoài đời đi, người ta quýnh pizza chuyên nghiệp thì người ta sẽ có cái cảm giác khéo léo để nhìn ra cái đường bi pizza làm sao để người ta quýnh những cái đường bi khéo léo, mà chúng trái này nó còn để lại trái sau, chúng trái sau nó để tiếp tục trái sau, nó để vào gà hoài vậy đó. Nó phải tính ra gì. Nên cái kinh nghiệm đó đó, lâu ngày nó cảm giác được, nó mới dạy mình cách nào để quýnh pizza trở thành một con người quýnh giỏi đó. Cũng là thí pháp, mà có loại pháp thí thì lợi ích nhân sinh, nhưng có loại pháp thí thì đi vào đọa lạc. Quý vị coi như trên mạng bây giờ có những người, người ta dạy cho vợ chồng ăn nằm cũng là thí pháp. Tại vì cái cảm giác đó họ đã trải nghiệm, họ lấy cái trải nghiệm của họ, họ nắm bắt sự trải nghiệm đó lại, rồi họ mới khéo léo điều tiết trong cái trải nghiệm đó. Cách nào họ mới dạy quý vị những cái cách đó. Đó cũng là thí pháp. Nhưng đây là thí pháp để đẩy con người ta đi vào đọa lạc, khác hoàn toàn, đúng không? Nên quý vị thí pháp cách nào thì quý vị phải dùng, cần dùng trí tuệ để thí đó. Ví dụ như giờ quý vị có khả năng trồng lúa, năm nào cũng bội thu, đất người ta một công thì trồng lúa gặt hái được có 30 dạ, còn quý vị trồng lúa mỗi năm gặt hái được 40 dạ lúa. Quý vị dùng cái cách trồng lúa để bị chỉ dạy người ta, để người ta mỗi năm được bội thu. Đây là thí pháp có phước đức. Hiểu không? Bây giờ quý vị mỗi năm nuôi heo, nhà quý vị nuôi heo, heo không bao giờ chết, mà nuôi heo, heo mau lớn, lây quay là gã bầy. Nhưng mà cái nhà cái nuôi heo là heo chết sạch. Quý vị dạy người ta nuôi heo cũng là thí pháp, nhưng mà dạy cách nuôi heo để làm nghề chăn nuôi để làm giàu thì tương lai bệnh đau và chết yểu.
Nó cũng là thí pháp. Vì tự chọn đi. Vì coi trên mạng vì cũng nhìn đa dạng thí pháp cho nó. Tự chọn cái môn thí nào mà có phước đức và càng đi sâu thì càng lợi ích, thì dạy người ta tùy nhận thức thôi. Đúng không? Đó, phải trên mạng đa dạng không? Trời ơi, cái bài học ở trên mạng là bài học đa nguyên văn hóa đó quý vị. Ai có trí tuệ thì sẽ nhìn trên đó cũng thuyết pháp đầy đủ nữa, đa dạng chỉnh luôn. Còn ai không có trí tuệ thì thôi, đừng có nhào vô. Tại vì sao? Nếu có đủ trí tuệ thì nhìn ra hết trơn. Nó giống như những đức coi có công đoạn phóng sự. Bà mẹ 92 tuổi cùng với thằng con trai 62 tuổi thưa kiện 4 lần ra tòa giành một thửa đất. Coi một cái là tự nhiên nhìn ra giác ngộ liền. Nó còn người ta coi một cái nói trời ơi, hai mẹ con mà còn giành đất nữa chàng. Còn mình coi cái giác ngộ liền, tại vì sao? Ồ, từng tuổi đó mà do gì không biết đạo. Già như vậy mà còn giành của, mà giành với ai? Giành với con trai. Rồi từ nơi cái nhăn đó mà gầy ra thằng con trai. Con trai mà đi giành với mẹ. Ghê không quý vị? Nhân quả kinh chưa? Đối lập. Đối lập nhân quả. Cái tâm cha mẹ mình giành sao, con nó giành ngược lại với mình gì? Ghê chưa? Còn tâm cha mẹ vui xả thì tâm con vui xả. Đối lập y ren luôn. 100% với quý vị. Quý vị là một ông thầy luôn luôn nặng nề về vật chất, đệ tử nó chơi ngược là quý vị vật chất. Ông thầy luôn luôn buông xả, đệ tử nó chơi ngược quý vị buông xả. Sắc ăn xét, xét ăn sắc. Nên quý vị nghe đạo biết tu, muốn độ được người thân gia đình, cái hành động gì là dễ độ chúng sanh nhất? Rộng rãi. Tại vì chúng ta chưa thông suốt. Chúng ta cho rằng họ tạo ác rộng rãi với nó thì nó có tiền, có điều kiện nó tạo ác thêm sao? Sai lầm. Nó không có phước, quý vị có cho nó cũng không nhận được. Mà ngộ thay nó không có phước, nó không bao giờ đòi. Kỳ cục như vậy. Cái đứa nó không có tiền bạc, không có cái phước báo này, ngộ thay nó không đòi một cái gì cả. Nó sống kham khổ gì chứ nó không đòi gì hết. Còn cái đứa có phước mà phước thế gian, nó làm cho mình mê hoặc trong dục vọng. Dục vọng là tham lam ấy. Là đòi cái này, đòi kia, đòi nọ. Tại vì sao? Vì nó có phước, nó mới có tầm nhìn để đòi. Hiểu không? Bây giờ những đức hỏi quý vị nè, có nhiều cô ở đây nè, nội mà son phấn mấy cô đó từng xài đồ cao cấp. Mấy cô không có phước làm sao mấy cô biết cái thứ đó mà xài? Mấy cái bà hay lúa quê mùa mà mỗi ngày khổ đau, một hộp kem ô môi mà còn chưa có. Đừng có nói là kem này kem kia Hàn Quốc hàng gì. Ba nghèo quá, kem ô môi ngày xưa. Nó hồi xưa mà dưới quê vì biết kem mà nó trộn á, kem trộn quý vị, sức mụn đồ đó. Trời ơi, nó rẻ rề mà còn không có kem đó mà sức. Làm gì biết được những mỹ phẩm cao cấp? Tại vì mình không có phước. Thì bản thân mình đâu có biết được những mỹ phẩm cao cấp. Mà mấy bà mà đòi hỏi mỹ phẩm cao cấp, đòi hỏi đồ sang trọng, là mấy bà đã từng có phước mới nhìn ra được. Thấy chưa? Nên họ đó là có phước. Thì mình cho họ là vì cái phước của họ cần được nhận, họ hưởng. Nhưng mà họ lại quay lại ngưỡng mộ mình là gì? Quý vị thấy ngộ không? Họ phước này là của họ hưởng. Mà họ cần thì mình cho xong họ phải ngưỡng mộ mình. Mà ngưỡng mộ mình mà lại tiếp nhận mình thì mới độ được họ. Toàn là phước của họ không à. Chứ đâu phải là cái chuyện mình cho. Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên dạy kinh nhân quả ba đời dạy rõ ràng. Một miếng nước, một miếng đồ ăn nho nhỏ toàn là do phước báo đã tạo. Nếu bạn không có tạo phước báo này, cầm lên cũng rớt xuống. Cầm lên rớt xuống hết trơn. Hiểu được những nguyên lý này thì khi cho người ta ăn, cho người ta uống, quý vị cho thoải mái luôn, khỏi cần lo. Đức Phật có một kiếp quý vị. Đức Phật cho xả
Có một kiếp Đức Phật phát nguyện cho hết, cái gì cũng cho, xin cái gì cho cái đấy, cho vợ luôn. Câu chuyện rõ ràng 100% Đức Phật cho vợ luôn quý vị. Nhưng mà cái đó Đức Phật làm được, quý vị thì đừng có làm theo cái chuyện đó. Tại sao? Tại khi Thái tử Tất Đạt Đa và Gia Du Đà La là có cái nguyện thề. Khi Ngài tặng cho nàng một cành hoa thì có nguyện thề chấp nhận làm vợ, nhưng phải chịu đời đời kiếp kiếp ta phát nguyện như thế nào phải nghe theo như vậy thì ta chấp nhận cho nàng làm vợ ta. Thì hứa rồi thì đời đời kiếp kiếp thị hiện như thế nào cũng phải chấp nhận, như thế nào cũng chấp nhận hết. Nên khi mà đem vợ tặng cho người ta luôn thì buồn than trách. Thì Thái tử mới nói một câu rằng: nàng hãy nhớ lại những cái thời kiếp xa xưa nàng đã phát nguyện gì khi hứa làm vợ ta. Thấy chưa? Thì người ta mới đi cho vợ. Còn mấy bà mê hoặc điên đảo đem cho mấy bà đi lấy thiệt. Cái chuyện này chúng ta không có làm được quý vị ơi. Phật pháp phải cần có trí tuệ là như vậy, chứ không phải rồi là cái văn tự vậy mà đi làm gì đâu quý vị à. Hiểu chưa quý vị? À. Nên quý vị đi về đây mà nghe chia sẻ Phật pháp á, là nó lợi ích cho quý vị rất là lớn, nhận thức được Phật pháp. Mà khi một con người đã nhận thức được Phật pháp thì trong cái cõi nhân sinh này thì quý vị còn lo gì nữa? Còn lo gì nữa giờ? Quý vị đã nhận thức được Phật pháp hoàn toàn rõ ràng hết trơn về định luật nhân quả, thì quý vị biết trong cái cõi nhân sinh này quý vị còn lo gì nữa bây giờ? Giờ có bỏ quý vị ở đâu đi chăng nữa thì cuộc sống quý vị vì cơm áo gạo tiền quý vị khỏi cần phải lo đi. Phải cần lo. Tự nhiên phước báo quý vị giống như đã hình thành luôn cho quý vị. Tại vì khi định luật nhân quả quý vị đã sâu sắc, không có bị những sự chối buộc trong cái cuộc đời này, thì tự nhiên bản thân quý vị khi mang cái thân ở cõi đời này, quý vị sẽ nhiệt liệt vì chúng sanh mà quý vị làm việc hết chứ. Hiểu không? Khi mà quý vị đi đến với cái cõi đời này, nếu một cái nhân duyên gì thì quý vị phải nhớ, giống như Đức Phật trao cho quý vị một tư tưởng, một lời nói: này con, khi con đến cái cõi đời ngũ trược ác thế khổ đau đó đó, chúng sanh khổ đau vô cùng, nghe không, con phải dùng đa dạng phương tiện để giúp cho nó làm tất cả những việc phải cho nó được lợi ích, nghe không. Thì vậy quý vị coi trong câu chuyện này chuyện kia thì sẽ biết gì đâu, câu chuyện á thì thấy, coi trong kinh mình cũng nghe, mình cũng thấy rõ ràng nữa, thấy không? Thì khi quý vị mỗi một con người đang ngồi đây mà tiếp nhận có một tịnh độ, những gì mà lợi cho chúng sanh thì quý vị hãy làm đi, thấy không? Nhưng khi mình bị tổn hại thì mình hãy nghĩ rằng mình là người ở thế giới cực lạc mà tổn hại cái gì, hiểu chưa? Nếu như quý vị nghĩ vị là người ở cõi ta bà là tổn hại, tại vì mấy chục năm ngắn ngủi này mình sẽ đi về cực lạc, mình là người đi đến đây để thuê nhà ở trọ, quý vị nhớ trong cái thời gian mà một niệm đi mười phương cứu độ đó, ở thế giới cực lạc là chỉ có một niệm như vi trần, nhưng cái thời gian đi xuống cõi ta bà nó là 100 năm. Kinh không? Cái thời gian mà không gian di thứ không đồng, nó cách phản thời gian không tưởng tượng được. Trong một niệm đi đó của quý vị, mà quý vị đi đến cái quốc độ nào mà đến mà đủ duyên, quý vị phải ở lại đó 100 năm của cái thời gian cõi ta bà, nhưng nó chỉ có một niệm ngắn ở cực lạc à. Trong một niệm đi mười phương pháp giới đi độ sanh, quý vị không nghe hết vậy. Trong một niệm đi mười phương pháp giới đi độ sanh, bao nhiêu ngày tháng nay quý vị nghe cái câu này, bây giờ quý vị mới nghe giải thích cái đoạn này phải không?
Không lẽ bây giờ bay một cái vèo ngang cái quốc độ này là độ cái gì? Thì trong một niệm của cõi cực lạc mà 100 năm ở cõi ta bà đó. Cảnh giới của Đức Thích Ca Mâu Ni cũng vậy, là đi độ sanh chỉ có một niệm đó quý vị. Mà để lại bao nhiêu kinh giáo đó. Nói chuyện giỡn chơi hả? Nên từ nơi đó mà mình ghé ngang cái quốc độ này mới nói là quán trọ. Mình ghé ngang đây đó quý vị ơi. Mình bay ngang rồi tự nhiên mình thấy cái quốc độ này có nhiều chúng sanh có duyên với mình. Mình ghé lại ở đây một khoảng thời gian. Rồi khi chừng nào thấy đủ duyên là mình trở về cái quốc độ của mình. Từ đâu đến trở về nơi đó. Quý vị cứ nghĩ như vậy thì quý vị nghĩ ở đây là quán trọ liền. Đừng có cho ai cao xa hết trơn á. Mình hãy cho rằng chúng ta là những người ở thế giới cực lạc xuống đây đi. Hiểu chưa? Nếu như mình là người ở thế giới cực lạc xuống thì quý vị đi hơn thua đấu đá với người ta đây làm chi? Giành giật cái gì rồi cuối cùng chúng ta cầm theo cái gì? Bữa đó ngồi trong cái quan tài nói chuyện với vị nghe, có ai là có ai lãnh ngộ được không? Tại vì sao? Nó đi đến mức như vậy rồi thì quý vị hãy nhìn ra cuối cùng chạy đâu? Của cải vật chất vợ đẹp con xinh rồi chạy đâu? Chạy vô quan tài nằm. Hiểu không? Chạy vô quan tài nằm. Nó Phật Pháp á, tuy là bao la vạn trượng nhưng thật sự quay về cái tâm giác ngộ thôi. Tùy quý vị giác cái gì. Nếu quý vị thấy cái gì ngộ ngộ giác thì gác chịu. Chúng ta khổ đời đời kiếp kiếp là do đi kiếm cái thứ ngộ ngộ mà giác. Còn nếu như quý vị lấy cái ngộ mà trong Phật môn dạy, ngộ là nhìn thấu buông xuống á, thì quý vị thành tựu rồi. Hiểu không? Tùy mỗi góc độ nhìn thôi quý vị. Người ta làm đa dạng phương tiện hết rồi. Chuyện gì người ta cũng làm hết rồi. Kẻ hiểu thì khen mà kẻ không hiểu thì chữ. Thì trong cái cuộc đời này mình làm sao mình tránh khỏi đây? Miễn làm sao giúp được người ta thôi. Một niệm Di Đà người ta nghe qua tai cũng được. Người nghe mà để tiếp nhận niệm luôn thì tốt hơn. Tùy thôi cái tốt nhân duyên của họ kể họ. Hiểu không? À, nên quý vị tu từ từ, nghe pháp từ từ, nó đỡ tối đa cái chuyện hơn thua đấu đá tranh giành. Vì mình thấy cái đó là cái nặng gánh khổ đau trong cuộc đời. Đã từng đời có người đã đi qua từ xưa tới nay bao nhiêu ông vua tranh giành lãnh thổ. Rồi cuối cùng bây giờ ông vua đó đâu? Giống như quý vị coi Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng về Lý Thái Văn, vua của Trung Hoa. Lý Thái Văn cái thời vua thịnh trị mà ông vua giỏi, cực kỳ giỏi luôn. Năm 16, 17 tuổi đã theo cha đi chinh phạt rồi, mà ông là ông vua cực kỳ giỏi luôn. Thông minh nè, giỏi nè, đa tài, giỏi lắm, thờ cuộc thịnh trị. Nhưng dùng quy lực để thịnh trị, là tàn sát để thịnh trị, chứ không phải giỡn đâu. Sau này ông đọa địa ngục thì nhập vào người, nói ông là vua tốt mà tại sao đọa địa ngục? Giết bao nhiêu con người không đọa địa ngục chứ đi đâu? Đúng không? Vì ngai vàng giết bao nhiêu con người, tâm sân hận đó không đọa địa ngục chứ đi đâu? Nhưng mà lúc ông còn tại thế, ông viết những quyển sách mà để lại cho nhân loại có lợi ích. Nhưng mà nhiều những quyển sách đó mà không có Hòa Thượng Tịnh Không giảng dạy thì nó cũng không có lợi ích. Quần thư chỉ yếu, Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng dạy ra thì tức khắc nhờ những quyển sách đó nó khai thác cho người ta nghe, mà cuối cùng ông ra khỏi địa ngục. Đúng không? Nên cái giáo pháp của Đức Phật, nếu không có ai mà chỉ dạy cho mình tu thì cái giáo pháp của Đức Phật để trong tủ đóng lại coi chơ. Quý vị coi bao nhiêu kinh điển để trong tủ. Quý vị đi lỡ nhiều ngôi chùa to, quý vị đi lỡ cái chỗ tàn kinh cát đi, quý vị coi đi, kinh rất nhiều, nhiều loại kinh, nhiều loại chữ, để đó đóng trong tủ. Những quyển sách rất là đẹp, những quyển kinh rất là đẹp, nhưng mà không ai đọc tới. Vì thì những quyển kinh sách này chừng nào đọc? Chừng nào đọc quý vị?
Đờ nào đọc? Cái đờ mình mà còn chưa đọc, vì đờ kế tiếp ai đọc đây? Nên mới nói là mạt pháp, vì càng ngày càng kinh sách không ai đọc, nên mới nói là mạt pháp. Mạt là sách kinh không ai đọc thì mới là mạt. Đó. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày mới chỉ điểm mình là cái thờ mạt pháp, niệm Phật thành tựu. Thấy chưa? Hay không? Thì thấy Phật từ bi chưa? Thì Đức Phật từ bi như vậy thì thờ mạt pháp, Đức Phật sẽ sai đệ tử xuống để đem tịnh độ giới thiệu cho người ta. Mỗi một người sẽ có cái nhân viên đây nè. Bao nhiêu người niệm Phật này là những con người sẽ đem tịnh độ đi giới thiệu quý vị. Đó. Bây giờ quý vị cứ nghĩ quý vị là đệ tử của Đức Phật thì quý vị hơn thua với ai, bị tranh giành với ai? Quý vị nói có chồng có con mà đệ tử của Phật. Đệ tử của Phật có hàng cư sĩ nghe quý vị, thì hiện đa dạng hết trơn. Hiểu chưa? Quý vị cũng sẽ đi có chồng có vợ, bị khổ trong một gia đình, nhưng quý vị lại giác ngộ học Phật, rồi quý vị lại hộ trì Tam Bảo. Ủa quý vị hỏi lại, ủa đệ tử của Phật mà đi có vợ có chồng rồi khổ nữa hả? Tại vì quý vị khổ mới giống cái cõi ta bà, giống con người ở cõi ta bà. Khi giống con người ở cõi ta bà mà quý vị vượt qua cái khổ để quý vị hướng dẫn người ta tu, thì từ nơi đó mà cái người khổ đau mới nhìn thì quý vị mà học. Đúng không? Đó. Những cái nguyên lý này khi quý vị hiểu rồi đó nghe, thì quý vị sẽ không muốn hơn thua tranh giành đấu đá với ai nữa chứ. Mà quý vị hãy làm tròn cái trách nhiệm của bản thân mình. Khi ở cái cõi này mà làm được những việc thiện, việc tốt, được cố gắng mà làm. Cố gắng làm đi. Mấy chục năm mà. Chúng ta đến đây là quán trọ mà, nỗ lực đi quý vị. Mai mốt cũng bỏ cái thằng này à. Cái giữ cái cầm nó hoài đó mà sợ. Thấy không? Giống như cái cô này lúc trước nghe vị cổ thường đi đến chùa. Bởi vậy nha. Câu này hay nè. Trước mộ đạo, sau không mộ đạo. Trước không mộ đạo, sau mộ đạo. Bị chọn đoạn nào? Sau. Nên mấy cái người mà chữ mình á, mà sau này họ mộ đạo, họ là cao thủ. Quý vị đã mộ đạo rồi mà quý vị bỏ đạo là quý vị nguy hiểm. Quay lại khó lắm. Khó, cực kỳ khó. Còn cái người mà họ chưa hiểu, họ đối xử với Phật pháp, họ chữ Phật pháp, nhưng mà khi họ đã ngộ đạo rồi, lúc đó họ mới thật sự tu, thì họ đi đến vậy thôi. Giỡn đâu. Thì cái cô này quý vị biết rằng là ngày xưa có đi đến chùa thường xuyên luôn quý vị, tu tập đồ có an lạc dữ lắm luôn á. Thời gian sau này con cổ có vợ có con rồi, xong rồi cổ phải ở nhà cổ chăm lo cho cháu. Dù là ở nhà cũng dụng công tu, nhưng mà thời gian tu nó lạc lẽo bớt đi, nó không được đi đến chùa. Trời ơi, vị biết rằng á, nhiều người bây giờ bị thất bại ngay cái chỗ gì? Tu hành phải tìm nơi chốn thanh tịnh ha. Tu hành tìm nơi chốn thanh tịnh. Chỗ nào thanh tịnh? Hả, chỗ nào thanh tịnh đây? Không hiểu được cái thanh tịnh là nó ở đâu. Họ tưởng đâu cái thanh tịnh là đi tìm cái chỗ nào là thanh tịnh. Tao cái chỗ nào mà thanh tịnh? Không biết cái chỗ nào mà thanh tịnh ở cõi đời này luôn. Thấy không? Ngày xưa người ta còn đi vô rừng rú ở trong, người ta luyện công phu tu hành, ta thành tựu rồi người ta chạy ra người ta độ sanh. Còn bây giờ rừng rú nó cũng phá sạch nhát hết trơn rồi. Mình mà đi vô chỗ nào mình cắt cái chòi là công an lợn nó hỏi thăm sức khỏe mới bị luôn. Quý vị bây giờ đi tìm đâu cái chỗ thanh tịnh? Vậy chỗ thanh tịnh là ở đâu? Chỗ thanh tịnh là ngay bản thân quý vị. Muốn thanh tịnh thì thanh tịnh, mà muốn chữ lộn thì chữ lộn. Muốn loạn tâm thì loạn tâm, mà muốn niệm Phật thì niệm Phật. Muốn niệm ta bà ha thì niệm ta bà ha, tùy quý vị thôi. Vì là người quyết định đó, đạo tràng thanh tịnh là ở đâu? Ngay quý vị á. Hiểu không? Quý vị ngồi chung đông gì, chúng ta cùng một thể. Một thể đông như vậy mà có những nhóm thể thì hoàn toàn á là tế bào lành mạnh, còn có nhục nhóm tế bào bệnh hoạn.
Tỷ vị coi chỗ nào là lành mạnh, chỗ nào là bệnh hoạn, tự chọn đi. Có khi quý vị lại là tế bào mạnh khỏe, nhưng mà kế bên quý vị có một người ngồi lại là tế bào bệnh hoạn. Quý vị hãy duy trì cái tế bào mạnh khỏe của quý vị đi. Ai mượn quý vị đi dính vô tế bào bệnh hoạn chứ? Hiểu không? Nên thanh tịnh hay không thanh tịnh là do bản thân quý vị là người quyết định. Đạo tràng là bản thân của quý vị. Đừng có đi tìm cái bên ngoài mà cuối cùng đi mất lòng tin. Đúng không? Bây giờ mình về đây mình nghe pháp gì mình mới hiểu được nè quý vị. Chứ nếu như mình không hiểu thì bản thân mình đi tào lao đi tìm tùm lum tùm la. Nó mãi mê lên núi tìm chầm. Chẳng hay chầm ở trong tâm yên bình, thấy chưa? Đó. Thấy không? Đi gông gũi đi tìm kiếm tùm lum tùm la, nhưng không ngờ là ngay bản thân mình là phước báo. Phước hay không phước là do bản thân mình á. Là bản thân mình có an lạc hay không là do mình quyết. Tại mình đem cái khổ vô thì nó khổ, mà lấy cái khổ ra thì nó vui. Đúng không? Quyết định thôi. Rất là đặc biệt ngay chỗ này. Quý vị hãy thí nghiệm thử. Chồng chữ quý vị đem vô, để vô, con tức quá à. À, tức quá à, thương tao, thương như vậy đó. Bây giờ chữ tao đánh tao, tức quá. Rồi xong quý vị ngồi suy nghĩ lại, nói vậy hồi nãy giờ tức là ở đâu? Ở đâu? Mình là mình đem cái của ổng đưa để vô tâm mình, từ thương thành hận, rồi mình tức, mình la lối sùm, đúng không? Xong tự nhiên mình chợt tỉnh cơn mê. Bắt đầu là mình cho ổng đi ra sau lưng. Lặng ở đây. Hồi nãy là đây, vô đây. Rồi nó xuống đây. Bắt đầu là mình trả ngược lại. Qua đây, vô đây, xẹt ra ngoài. Thì bản thân mình ha ha ha. Thì ra là mình khổ đau là do tại mình bỏ vào. Bây giờ mình đem ra rồi, ha ha. Mình an lạc quá, ha ha. Thấy chưa? Thấy quý vị? Đó. Cái không vừa bụng, không vừa lòng, không vừa ý là do mình để vào. Nhưng mình khi khéo léo rồi thì mình đem ra. Mình có quyền để vào và mình có quyền đem ra. Thấy tự tại không? Đó. Nên mới nói là mãi mê lên núi tìm chầm là vật chất của cải, tình thương yêu đủ chuyện, mãi mê đi tìm kiếm, thấy không? Chẳng hay chầm ở trong tâm yên bình, thấy không? Rồi mãi mê trong cõi hư danh, phải chưa? Hư danh, danh là tiền bạc vật chất, tình yêu thương thế gian nhà cửa là hư danh. Không phải đá đổ nó, nhưng mà mình mãi mê, cái chết mình là nó, cái chữ mê này nó nằm trong hư danh. Phải chi mà cái chữ giác nằm trong hư danh thì đúng là tuyệt vời ở nhân sinh này. Vì đá đổ thì không phù hợp. Đá đổ thì bây giờ quý vị coi, quý vị, người ta mê hư danh thì quý vị dùng cái giác để trong hư danh, để lấy hư danh để đổ những con người mê hư danh thì quá đặc biệt rồi. Ai kêu bị đá đổ? Ai kêu bị đem ra biển đổ bỏ? Bị đem đó, quý vị giải ra để cho nó ngủ mộ bị chơi, thì lúc đó bị mới độ họ được. Còn ngặt có một cái là mình mãi mê cái chữ mê nằm trong hư danh. Nó phải chi mình giác ngộ trong danh thì nó thật sự mà nói thì nó tuyệt vời quá. Biết dùng danh để độ người, mãi mê trong cõi hư danh, đến khi đắc gọi thì giật mình trắng tay. Thì cái cô này lúc trước cô giác ngộ đi đến chùa cô tu, sau này cô nuôi con cháu này kia rồi cô ít đến chùa. Mà ít đến chùa thì không nghe cái lực giảng đồ mạnh mẽ, ở nhà thì lay ray, tu thì bữa đực bữa cái. Có khi tu một chút con cháu gịch tay gịch chân nên bỏ tu, nghe pháp thì bị gịch tới gịch lui nên nghe không rõ ràng. Cuối cùng từ từ nó yếu cái tâm lực đi. Rồi cuối cùng quý vị đang khỏe, ngon lành. Bởi vì những đức nói quý vị, mình tu thà mình trả nợ từ 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 từ. Hiểu chưa? Nó còn ngon hơn là nó yên cho mình. Vì khi nó yên thì mình tưởng nó ngon, thì bản thân lại lơ là không nỗ lực tu. Nó nên khi mà con người tu mà yên hoàn toàn, khỏe hoàn toàn, đang ngon lành đó, là quý vị phải cảnh giác, bất tử nó sẽ đến với quý vị. Giống như á, mặt biển đang bình lặng
thì có khi người ta sợ giống lớn, sóng lớn sắp sửa ào ạt đến. Nó nên từ nơi đó mà bản thân mình á, nghe quý vị, lúc đang khỏe mạnh, đang bình yên, quý vị phải tính toán cái chuyện lỡ bất chợt nghe nguồn tin bản thân mình, một là chồng có vợ bé, hai là con mình đang chích xì ke ở tù, ba là bản thân mình ung thư thời kỳ cuối đã đến. Những sự việc này lỡ xảy ra với mình rồi sao? Hoặc là đang bình yên trong gia đình, tối đêm nay nhà cháy rụi tàn, nhà người chết sạch, bản thân mình sống một mình, cuối cùng làm kẻ bơ vơ, điên cuồng đi ngoài đường. Lúc đó những trường hợp đó xảy ra với bản thân mình sẽ như thế nào? Có chừng nó có đó, đừng nói chuyện dẫn chơi. Hiểu không? Thờ quán tổ mà còn có cái ông này, ông tu, ông nghe lời Ấn Tổ thấy ghê, mà cuối cùng nhà ông một đêm cháy sạch, vợ con chết sạch, của cải mất sạch, còn một mình ông điên cuồng luôn. Điên luôn quý vị. Ấn Tổ viết một lá thơ, cư sĩ là người niệm Phật, muốn sanh cực lạc. Những việc mà cư sĩ gặp phải là đó là những cái hư danh trong cuộc đời, giả tạm trong cuộc đời. Nếu như cư sĩ bắn loạn điên cuồng tâm trí thì tương lai ai sẽ là người cứu giúp cho thăng bằng quyến thuộc của cư sĩ? Thấy không? Ấn Tổ ngày viết lá thư lại, thấy không? Nó nên quý vị ơi, chúng ta sống trong cuộc đời này á, quý vị hãy chuẩn bị trước những cái việc chưa đến với mình, để khi nó đến với mình có cái khả năng để mà chịu đựng. Nói cái cô đó ngày xưa ở đây cũng nhiều cô biết nè, cách nay 7-8 năm hay gì trước, nhiều cô cũng biết, cô đến chùa thường xuyên. Sau này 3-4 năm nay có ít đến chùa quá. Nó ở nhà cũng tu nhưng mà nó yếu quý vị, cái lực của chúng nó mạnh dữ lắm. Những đức nói quý vị ngồi đây niệm địa chung 20 phút á, ở nhà quý vị niệm 4 tiếng cũng không bằng 20 phút này nữa. Đừng nói chuyện giận chưa. Tuần lễ vì niệm cũng không bằng 20 phút này nữa. Tại vì sao quý vị coi, một mình quý vị là một ngọn đèn, vì tính nhăn lên bao nhiêu ngọn đèn này đi. Trời ơi, cái bà kia, thịt da của bà không biết bệnh gì mà nó phù lên chứ. Đi lỡ lễ Quan Âm Bồ Tát 3000 lại lễ xong về xẹp luôn. Trong khi đi trị bệnh bao nhiêu tiền bạc không lành, lời lễ Quan Âm 3000 lại xong nó xẹp lên luôn, nó lành luôn. Cái chặng lễ 3000 lại Quan Âm không biết bao nhiêu người có sự cảm ứng, quá trời nhắn tin đồ cảm ơn, đồ quá trời cảm ứng thù thắng. Còn nhiều bà thì sợ ma sợ chuột, mình lại Quan Âm 3000 lại xong về không có sợ con ma nào nữa chứ, không biết sao kỳ cục vậy đó. Thì thấy không, có nhiều cảm ứng lạ thường chưa? Nó nên á, từ nơi đó mà cái pháp hội 3 ngày mà Di Đà này nè, là cái pháp hội này là cái pháp hội mà chưa từng thấy số 1 này. Bởi vậy mà nói mà không đi được, cái tiếng không đi á nghe. Không đi là uổng á. Uổng á chứ bây giờ ở đâu. Mà đi mà còn phải đi trước một bữa nữa. Lỡ tu rồi. Tôi nói lỡ tu rồi đừng nên lo sợ em ơi. Hiểu chưa? Lỡ tu rồi phải lo sợ cái gì? Mục tiêu là giải thoát mà sợ cái gì? Có nhiều bà nói sợ này sợ kia sợ nọ, mấy bà sợ nên quan gia nó câu mấy bà đó. Mấy bà mà lỡ tu xong nó quá giải quan gia rồi về nó gặp mấy bà nó lại mấy bà. Chứ đừng chuyện nó chuyện dẫn chơi. Bây giờ mình nghĩ giờ chỉ có cái mạng đây, nó làm gì được mình giờ? Ngon làm gì làm đi. Tôi có làm gì sai đâu, tôi sợ. Từ nơi cái tâm đó, trời ơi, quan gia xanh mặt xanh mày, đừng nói chuyện dừng chứ. Thấy không? Giờ ông muốn làm gì ông làm, tôi không làm đi. Thấy không? Tôi bây giờ, tôi nói cho ông biết á, tôi chỉ có cái tâm ở cực lạc thôi, nghe chưa? Nó làm gì làm đi, nếu để tôi ở nhà thì tiếp tục làm ưu xin lo cho gia đình. Còn không có tôi thì phải đi muốn ưu xin. Mà có con ưu xin nào mà ngon như con ưu xin này.
Suy nghĩ đi. Cả đời tôi làm vợ cho ông, tôi không đòi hỏi gì cả. Bây giờ tôi hiểu rồi, thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì, tôi không có than van. Nhưng mà tôi phải đi tu. Tôi phải đi nạp năng lượng để về tôi mới chịu đựng nổi cái gia đình này, nghe chưa? Ôi ôi, kiểu đó nó xanh mặt xanh mày hết trơn. Tưởng đâu quý vị bị cái gì vậy, nó sợ. Không tu sợ gì lắm quý vị ơi. Ừ, nó kỳ cục lắm. Giống như có cái bà kia mà bà kể cho Đức nghe, bà nói có, bởi vì nhiều người nghe pháp như Đức họ, họ cũng phát minh ra được nhiều cái ghê. Cái lần đi lễ Quan Âm Bồ Tát, chồng không cho đi. Tự nhiên đêm đó ngủ 12 giờ khuya. Bà này bà cũng gan thiệt. Tự nhiên bà ngồi vậy, bà làm vậy nè, bà quơ tay quơ chân, bà nói hờ, những người nam kia. Chồng chết mặt chết phải. Nó mở mắt ra cháu cháu, nó ngồi qua bên. Rồi bà ngồi mà bà xích bằng, mà kiểu mà bà xích bằng bự đó quý vị. Xích bằng mà hai cái chân bà lợn gì, chứ nó phải xích bằng lại mà hai cái tay chân bà dẹp lợn gì. Bành hai cái chân bự ra. Rồi bà đưa hai cái tay lên bà đây. Hỡi những người nam kia. Chồng xanh mặt cái chân ngồi im gu. Những gì tính nữ này muốn làm thì đừng nên cản trở. Trời, thằng chồng mỗi ngày đâu có gì đi Phật đâu, mà tự nhiên bà làm gì quý vị. Mà bữa đó bà đội khăn đỏ, khăn đỏ đội trên đầu thì nó xanh mặt xanh mày chứ. Cuối cùng nó quỳ xuống, Nam Mô Bây Giờ Đà Phật, Nam Mô Bây Giờ Đà Phật, Nam Mô Bây Giờ Đà Phật, niệm liên niệm liễu quý vị ơi. Rồi xong bà thấy sợ rồi, thì bây giờ thấy sợ thì làm tới. Rồi xong bà lỡ bà nói nhớ nghe. Tờ ơi, bà kể bà cười muốn gạt chết. Bà nói là bà ngủ tới 12 giờ khuya đó là đi chưa xúc miệng gì hết. Mà bà thấy bà làm tới được rồi, bà phun nước miếng vô mặt queo queo. Quỳ Nam Mô với là Phật, Nam Mô với Phật im gu, không dám nói một tiếng gì. Sợ quý vị, tưởng đâu là ông lên bà xuống gì. Tại bà làm á, tại những đứa cũng từng giảng gì bà làm theo quý vị. Trời ơi bà làm. Này tính nam kia. Phải nghe lời nữ này nghe. Nam Mô Bây Giờ Đà Phật, Nam Mô Bây Giờ Đà Phật. Sợ xanh mặt xanh mày chứ. Vì họ là con của ta, nếu như đàn áp nó quá, tao đem nó đi mất tiêu. Ồ ô quý vị ô, có nhiều chúng sanh mình đúng là hóa độ họ, cũng thật sự là nhiều cách đó quý vị. Thấy chưa? Ồ ô, nhiều bà mà chương trình chùa mình mà tổ chức cái gì bả mà đi cũng chẳng ai đó, chẳng ai vai cũ luôn. Mà nhiều cô ở đây lúc trước cũng khó khăn, chẳng ai mới đi bây giờ mà thoải mái. Mà mấy cô do kiên nhẫn mà được như gì, phải không? Mà cái kiên nhẫn của mấy cô là do gì? Mấy cô về nhà, mấy cô làm vợ tốt, làm vợ tốt, phải không? Nên mấy cô mới được ngày hôm nay. Được chưa? Được ngày hôm nay. Nên có những cái nghe quý vị, quý vị cũng mạnh mẽ thì nó mới vượt qua nghiệp, chứ không phải giỡn đâu. Đây có một cô này, có đang ngồi đây nè, thì biết có nói chồng có một câu, chồng có nói viết đơn ly dị, có nói tùy anh viết lúc nào cũng được, nếu anh quyết định viết đưa em ký. Ghê chưa? Nói, ủa bây giờ bộ bà muốn thích thằng nào, thích thằng nào mà muốn viết đơn để ly dị ly lịa, thích thằng nào? Tôi biết tu rồi, tôi có một mình ông là tôi đã đủ khổ rồi, đừng có nói là thằng nào, dù bây giờ là thằng tiên xuống
tôi cũng không thích nữa. Chứ đừng nói chi là thằng nào ở thế gian. Nhưng vì tôi biết tu, tôi hiểu nhân quả, tôi đã làm vợ đàng hoàng với ông. Tôi chỉ có tu hành, không có gì sai. Tôi thấy tôi không có làm điều gì sai. Nếu ông quyết định bỏ tôi, nếu ông bỏ thì tôi chịu. Ghê không? Tôi không có bỏ ông, mà ông bỏ thì tôi chịu. Nhưng ông phải nhớ kỹ, nhà này nếu không có tôi thì cái nhà này nó sẽ buồn thế buồn thảm. Ông hãy để ý, lâu lâu tôi chỉ đi chùa 2-3 ngày thôi, mà ông thấy tôi về, tôi nhìn cái nhà này, tôi về tôi nhìn cái nhà này, tôi thấy cái nhà này nó cũng gằn gằn giống cái chuồng heo, nó dơ giấy bày hầy. Thì tôi hỏi ông, với từng tuổi ông bây giờ, ông đi tìm con nào về mà làm được như tôi? Nếu ông quyết định bỏ tôi, đó là một cái sự sai lầm của ông. Còn nếu ông đã sai lầm mà còn cố tình sai lầm thì tôi chiều theo sự sai lầm của ông. Ghê không? Sao ông hỏi lại vậy? Bà, tôi bà chia tay bà đi đâu? Nhà thì tôi giữ, bà đi đâu? Ông cứ giữ đi, tôi đi chùa tu được không? Cuối cùng ông nói thôi thôi được rồi, tôi nói vậy thôi, chứ bà đi chùa mà có gì đâu sai. Xuống nước liền. Nên quý vị thấy không, phải mạnh mẽ và giải thích cho người ta nghe, chứ không phải gọi là nhịn mà chữ mình mày nghe mày nghe mày nghe mày nghe tao quýnh mày. Người ta áp đặt mình hoài. Xong bây giờ đi tu, đi đi tu ngày chủ nhật, mày không có được đi nghe chưa, gãy chân mày nghe không? Dạ. Mày mà bước đến chùa nó tao quýnh mày gãy chân nghe. Dạ. Bị thua rồi, thua rồi. Hiểu quý vị? Nghiệp quan gia nó áp đặt quý vị. Không, mình phải giải thích cho rõ ràng, rồi mình nói cho rõ ràng ra. Như vậy mọi vị chỉ cần vượt qua một lần thôi, từ đó về sau quý vị sẽ đi tu cực kỳ tiện lợi. Đúng không? Quý vị tin đi, cái việc quý vị đi về chùa này là quý vị lo tu, nên chắc chắn Phật Bồ Tát gia hộ cho quý vị. Đúng không? Chứ quý vị đâu phải đi về đây mà nhí nhảnh đâu. Đâu phải đi về đây nhí nhảnh với quý thầy đâu. Lúc trước chùa mình có một cái bà lợi chùa mình mới tu, bà không bao giờ chịu tu. Bà lợi chùa mình mới đi vòng vòng chơi. Nè, mà những đức mà xấu gì mà bà cũng ghê nữa. Tức là trời nó kỳ cục tới ghê. Mình đã xấu rồi mà cũng ghê nữa. Mình nói cho bụng, bà này sao kỳ cục với trời. Bao nhiêu con người được sao bà không ghê? Bà ghê tôi xấu quắc ê hề, bà ghê làm cái gì? Bà đi qua đi lại, bà nói thầy. Bà đi lại, bà nói thầy. Ở chùa tôi có buồn không thầy? Những đức nói tôi buồn vui kể tôi. Bà nói sao thầy nói như vậy? Con hỏi con, thầy có buồn không? Để con có cách để giúp cho thầy vui. Ghê không? Kinh khủng không? Lạng tớ lạng lui, lạng xuôi lạng ngược. Từng nào bà đến bà cũng vậy chứ quý vị. Có lần bà lên cụ tăng, tự nhiên bà gõ cửa, nhà đức mở ra gặp bà la thầy. Bà thấy thầy biết gõ cửa gì nè, con bông bông, mình mở cửa rồi gặp bà mới kêu thầy, mình nói ẹ đóng cửa lại. Thầy ơi thầy, gõ cửa mà nói thầy, mình nói ẹ đóng cửa lại. Cho mình vô mình đập mình ngủ luôn. Trời ơi nó ngộ tới ghê quý vị ơi. Nó cũng có những thành phần vậy đó quý vị. Xong có lần nhà đức kêu bà lại, bà tưởng đâu là kêu bà lại tù ti tú tí.
Mình kêu với lại mình nói nè, cô nhớ mục tiêu cô đi đến chùa để làm gì? Dạ, mục tiêu đi đến chùa là để nghe đạo và tu hành. Những đứa nói, bà đi đến chùa và nghe đạo và tu hành, sao bà không vô bà nghe pháp? Mà bà đi vòng vo tam quắc, bà đi ẻo lả trong chùa. Bà đi vô chùa mà bà bạn đồ gì rồi này kia, phải chi người ta mới đến chùa người ta không hiểu. Còn tôi thấy bà đi chùa rất là lâu mà bữa nay quần này ngày mai áo nọ. Rồi mỗi bữa bạn đồ còn khiêu gợi bà xịt dầu thơm tùm lum tùm la. Bà tha son mà đánh kem đầy mặt đầy mày. Bà thấy cả tất cả Phật tử vô chùa có ai giống bà không? Thấy không? Bà từ hôm nay bà sửa đi. Bà mà không sửa là tôi phái ông thằng đen thui thù lùi dẫn bà đi. Trời ơi quý vị ơi. Bà nói, thầy nói thì nói như vậy, con sẽ không sợ đâu. Ghê không? Bị liền. Ngủ nửa đêm bị ông thằng đen thui thùi lùi bịt mắt, mở ra gặp một ông bự to đùng đen thui, xanh mặt xanh mày. Từ đó về sau đi đến chùa vô nghe pháp, nghe pháp xong sau này nói công nhận thầy giảng hay thiệt. Ok, thấy chưa? Sau này bây giờ nghe là bây giờ quý vị biết, mỗi tuần đi đến chùa là chạy lên phía trước ngồi nghe luôn. Đang ngồi đây nè, ngồi đây nè. À, quá đông gì mà biết ai, biết ai đang ngồi đó 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 đó. À, quá trời cừ luôn kìa. Trời ơi, nói tới bảo bà e thẹn, thẹn thùng, ngại ngùng, à, ngộ ghê chưa? Không phải đơn giản. Không mà bây giờ nhiều người nghe, đi đến chùa không chịu tu là có gặp nhiều rồi đó. Nói giống vui vui, ông thằng đen thui thù lùi mà có rồi đó. Không giỡn đâu nghe quý vị. Vậy thì phải làm sao được bình yên? Lo tu, lo niệm Phật, đến chùa đàng hoàng, nghiêm túc, đúng đắn. Chứ sao? Đúng quý vị? Nó lo tu hành đồ đi đàng hoàng. Mình bây giờ mình xa gia đình mình á, đi một buổi một ngày là ở đây tu, để cho chồng con ở nhà, thì bản thân mình bây giờ đi đến đây tu cho xứng đáng cho đàng hoàng chứ. Vậy thì Phật Bồ Tát thương mình, gia hộ cho mình. Có giờ mình xa gia đình mình mà đi long nhong, mình không nghe pháp, mình không tu gì, ai gia hộ cho mình? Nghiệp nó gia hộ cho mình thì có, đúng không? Rồi đây vì ngồi cũng đau chân đau cẳng, nghe pháp rồi niệm Phật đồ, chúng ra bóng sanh cũng đi thực nữa. Phật Bồ Tát cái gia hộ cho quý vị. Quý vị cứ kiên nhẫn đi, rồi mọi việc cũng sẽ qua. Cái trở ngại gì cũng qua chứ nha. Còn từ từ cái gia đạo bị làm ăn nó lên nè. Tại vì sao? Phước báo nó tăng, cái tâm quý vị nó vui vẻ, rồi cái tâm biết thương người, cái gia đình thì phước báo nó tăng, nghiệp nó tiêu. Vì trong gia đình tu hàng cái thời sáng tối, trong gia đình bắt niệm Phật suốt. Vậy thì tự nhiên những cái âm khí trong nhà, nghiệp quan gia trong nhà nó quá giải. Mà cái nghiệp quan gia trong nhà mà quá giải là con cái nó ngoan từ từ. Nghe không? Con cái mà nó quậy phá quý vị là nó là con đến đòi nợ. Quý vị phải kiên nhẫn tu. Mà kiên nhẫn tu mà có những đức, có những lúc phải mạnh mẽ chứ không phải có những đức nữa. Có những lúc phải mạnh mẽ với nó một chút. Tại vì mạnh mẽ là trí tuệ. Nghe không? Rồi có những lúc phải từ bi. Từ bi là Quan Âm. Có những lúc phải giác ngộ. Giác ngộ là Di Đà. Nghe không? Thì Tây Phương Tam Thánh này bao trùm con nghiệp này, thì con nghiệp này nó chạy đâu thôi. Chạy đâu thôi. Quý vị là người tin Tây Phương Tam Thánh thì có Tây Phương Tam Thánh theo bổ nguyện mà gia trì cho quý vị. Hiểu không? Cái đứa bé nào mà ngoan ngoãn đàng hoàng thì đứa bé đó có phước dễ thương. Còn đứa bé nào mà ly lợm mà không biết nghe lời, mà vô ngồi nghe pháp mà lóc chóc giỡn hết là không dễ thương.
Hồi nãy như đứa qua ở đây giảng, mấy đứa con nít nó nghe nó chạy theo, nó chắp tay. Có nhiều đứa nít bằng áo vàng đàng hoàng chắp tay chào thầy, chúc thầy giảng pháp vui vẻ, rồi không nít đó. Có một đứa bé nhỏ nhỏ xíu xíu đứng dưới đó kìa, tí tí đó. Hồi sáng nó gặp những đức nha quý vị, ở nhà nó nghe pháp, nó mới có 1 tuổi mấy nha quý vị, nó gặp những đức tự nhiên nó mẹ nó ngồi với nó đằng kia, vậy mà nó buông mẹ nó ra, nó chạy lại chỗ những đức, nó đứng nó gì nghe pháp, rồi họ nghe những đức giảng hồi sáng á, chạy lại kế bên nghe xong nói thầy đức kêu vậy đó quý vị ơi, kinh khủng không? Mà có tuổi mấy à, thiện căn kinh khủng chưa? Rồi quý vị biết nó gặp gì đó, nó mừng, đừng có nói, nó tại mẹ nó ở nhà nó thích nghe thầy giảng. Quý vị để ý thì có nhiều đứa nít nhỏ tí tì, tại sao nó thích những đức? Vì lúc quý vị mang thai nó bị đã nghe những đức giảng rồi, nên khi bị đẻ ra cái chủng tử này nó quý mến những đức và nó nghe lời những đức, nó quan trọng lắm đó, thấy không? Nên mình đi về chùa phải cần nghe pháp gì. Hồi nãy kể công đoạn mà cái cô mà ung thư, cái cô mà đi chùa nhiều năm mà không đến chùa, bây giờ ung thư rồi mà dứt một phát ung thư thời kỳ cuối, mà gặp gia đình không biết tu, mà cô lại quá ái gia đình nặng nề, ái gia đình quá nặng. Nó nên con người chúng ta sống trong cái cõi đời này có những lúc thương là thương, nhưng có những cái của mình là phải gầy dựng, chứ ai gầy dựng giùm cho mình đây? Có những người thế gian nói câu rằng em ơi em, nếu em chết đi anh cũng muốn chết theo, để vợ chồng mình cùng gặp mặt nhau nơi chính suối. Gặp nhau mới sợ, gặp nhau nơi chính suối. Cái đường đi xuống suối vàng nó là đi theo nghiệp lực, chứ đâu phải là một đoạn đường cùng đi đâu, mà đi cùng nhau đi xuống chính suối tầm bậy tầm bạ. Quý vị biết rằng là cái nghiệp lực mà đi đây xuống dưới xuống địa ngục á, là nó đi theo cái nghiệp lực mạnh hay nhẹ. Nghiệp mạnh thì một cái vèo là tới rồi, nghiệp nhẹ thì đi xuống từ từ. Còn không có nghiệp thì làm sao xuống địa ngục? Làm sao mà chết xong rồi bây giờ cùng đi xuống dưới chính suối gặp nhau tầm bậy tầm bạ, chỉ có trong phim rồi mới nói gì. Vậy mà đi nghe lời tào lao, tào lao với lao, đúng không? Nên nó còn sống với nhau, thương nhau, có tình người với nhau, lo cho nhau cơm ăn áo bặn, nhưng khi ra đi là mỗi người là một con đường đi. Bây giờ không lo tu, không lo giữ huệ mạng của mình mà nói là thương, nên cái tình thương ái nhiễm là một cái tình thương đỏ lạc, khổ đau mà tự làm tự chịu, chứ không có nói cái tình thương này mà gọi là anh hùng gì đâu. Ôi anh hùng gươm, đi về cực lạc mới là anh hùng thiệt. Vì sao? Vì sao bị về cực lạc mới là anh hùng thiệt? Vì quý vị đi về cực lạc, quý vị sẽ biết được thăng bằng quyến thuộc đang ở đâu, ở đâu, thì bị lỡ cứu độ quý vị mới là anh hùng thiệt. Còn quý vị bây giờ ở đây chúng ta là kẻ phàm phu tục tử, bản thân mình mạng còn lo chưa xong, đừng nói chi mà giúp được cho ai. Chỉ trong cái hiện đời lo cho nhau cơm ăn áo bặn, đó là nhân duyên giai trả mà lo cho nhau. Chứ khi bệnh đau, nội mà bệnh đau cũng đã không chia rồi, tính khi gần chết hấp hối chàng ơi, ngước lên. Quý vị thấy không? Quý vị thấy trong cái cuộc đời chúng ta cũng từng hước, nhưng mà quý vị thấy khi cặn tử nghiệp cái hước của nó làm sao? Quý vị thấy không? Trong cái vui cũng hước, mà trong cái khổ gần chết cũng hước. Hãy cảm thọ đi, đúng không? Đó, cái hước của vui cuối cùng quay lại kế bên là cái khổ, rồi đắm chìm trong cái vui cuối cùng lại hước đọa lạc khổ đau. Phải chưa? Phải nhân sinh đi vào đọa lạc không quý vị? Rõ ràng chưa? Nói quý vị nhìn đi, hãy nhớ lại đi, phải không? Nên từ nơi đó
Nghe câu này cái chìm lắng luôn đó. Lặng luôn đó. Đừng nói chuyện dưỡng chơi, đúng không? Dạng đến mức này mà phải mở tâm ra để nhìn nhận và để hiểu cái cõi đời này nhân quả và sanh về đâu. Quý vị tự xem lại cái cõi đời khi quý vị đang sống hàng ngày đi. Đừng nên hỏi ai tu chết đi về đâu. Ai biết được mình đi về đâu? Nếu ai biết được mình đi về đâu thì người này là xạo. Chúng ta mới là người thật sự biết mình đi về đâu. Vì sao mình biết mình đi về đâu? Vì chúng ta biết mỗi ngày nhân mình tạo đi về đâu. Nếu mỗi ngày bị sân hận thì nhân quý vị là sân hận, quả báo là địa ngục. Nếu như quý vị đi đâu cũng vơ vét tham lam nặng nề, không bao giờ biết giúp đỡ ai, đây là nhân của tham, quả báo là ngạ quỷ. Nếu như quý vị không biết chánh tà, quý vị ngu si, thì là nhân, quả báo quý vị là súc sanh. Quý vị là người gieo nhân mà quý vị còn không biết quả đi về đâu, đi hỏi cái số mệnh đời mình là ở đâu hả? Mình quá mê hoặc điên đảo. Nên từ hôm nay nghe đạo rồi, tuyệt đối đừng có đi coi bói. Tự nhiên số mệnh của mình đi đem đưa cho người ta coi rồi người ta lấy tiền. Nếu người ta coi mình người ta lấy tiền, tại sao người ta không coi người ta để chừng nào trúng số đi, đi khỏi đi coi bói lấy tiền chi. Quý vị, ngày xưa người ta coi sách số giỏi nhất là Khổng Tiên Sinh, coi cho Liễu Phàm Tứ Quấn là rõ ràng 100% như nằm bàn tay luôn. Vậy mà Khổng Tiên Sinh còn chưa có bản lãnh để mà chuyển xây được nghiệp duyên của người ta nữa. Khi sau này Liễu Phàm ngày gặp được Văn Cốc Thiền Sư là người xuất gia, mới chỉ cho Liễu Phàm cải tạo số mệnh. Nên đúng là chỉ có Phật Pháp mới giúp cho quý vị cải tạo số mệnh, đúng không? Bây giờ quý vị lỡ vì hỏi Như Đức làm sao để cải tạo số mệnh, thầy tu nhân tích đức đi thì cải tạo số mệnh chứ làm sao. Trong Phật Pháp Đức Phật nói rằng, này các con hãy tự đúc đúc mà đi, ta là một người giác ngộ, ta chỉ dạy cho các con sáng suốt tỉnh táo mà tự đi theo con đường giác ngộ này, chứ ta không có khả năng gì giúp các con đâu. Không, những đứa cũng là kẻ mê hoặc điên đảo. Bây giờ nhờ học Phật mà nó giác ngộ được một chút để giúp cho quý vị và nuôi mấy ngàn người trong chùa. Cải tạo số mệnh lại là tự đôi tay những đức làm, nhờ được dạy mà tự đôi tay chăng thật làm và cải tạo số mệnh. Vì thì tới cuộc đời quý vị cũng như bản thân những đức mà tự mình cải tạo số mệnh mình đi. Thấy không? Có cái cô kia cô bước lại cô nói, dạ tôi thầy, con là người vô cùng quý mến thầy, nghe thầy giảng hàng ngày nghe mà vô cùng thích thú. Nên con hôm nay được có duyên gặp thầy, con xin thầy gõ đầu giùm con một cái. Ông nói chuyện cái tiếng ngộ tiếng ghê, ông nói chuyện cái như huynh Hồng Kông. Xong rồi nó cũng nói theo, như vậy thì gõ đầu là nó được cái hiệu quả gì, con có hiểu hay là không? Ông giáo pháp là kiểu này không đơn giản đâu quý vị. Hiểu chưa? Con nói con không biết nó được cái quả báo gì, nhưng con rất là thích thầy gõ đầu cho con được hay là khao mà. Trời ơi, những đức nói vô cùng là điên đảo. Đã là không biết nó lợi ích gì mà lại kêu gõ đầu, vô cùng là ngu si. Thôi cứ về nhà mà nghe thêm Phật Pháp đi. Về. Bởi vì có nhiều người nó ngộ thế kia, gõ đầu không có lợi ích gì cả, nó chỉ cảm giác như chúng ta là những con người sống ngoài đời, gặp nhau bắt tay với nhau một cái gọi là xã giao mà thôi, chứ ngoài ra thì nó không có cái lợi ích gì về cái chuyện tiêu nghiệp cả đâu bạn ơi. Đừng có bao giờ nói rằng ai có một công năng gì đó mà giúp cho mình tiêu nghiệp, không có đâu quý vị à. 100% không bao giờ có chuyện tiêu nghiệp bằng cách này.
Nếu gõ đầu mà là tiêu nghiệp thì Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài đã làm rồi. Thấy chưa? Không chờ tới chúng ta đâu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài là bậc toàn giác toàn năng, thì việc này Ngài làm rồi. Ngài tự bi còn hơn mình, tại sao Ngài không làm việc này? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà Ngài dạy đệ tử là phải đem pháp của ta mà truyền dạy, và phải đem lời dạy của ta mà đi hoằng truyền, chứ tuyệt đối đừng dùng thần thông để mê hoặc chúng sanh. Đúng không? Để biết vì sao mà Đức Thích Ca Ngài không cho đệ tử dùng thần thông không? Vì ngoại đạo có thần thông. Mà lạ thay, ngoại đạo có thần thông mà ngoại đạo lại không khéo thuyết pháp. Đức Phật và đệ tử của Đức Phật là cực kỳ khéo léo thuyết pháp, nên cái thế mạnh của Phật là thuyết pháp giỏi, thần thông cũng không thua họ luôn. À, nhưng mà Đức Phật nếu dùng thần thông thì ngoại đạo sẽ chen vào dùng thần thông, thì lúc đó chúng sanh không phân biệt được ai chánh ai tà, nên Đức Phật mới dùng thuyết pháp đi độ sanh. Thần thông là năng lực giải thoát chứ không phải là bay trên trời hay là lên đọt cây. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà quý vị học Phật phải hiểu. Nếu học Phật mà thấy ai mà nói về thần thông, nói về sự mơ hồ, hoặc là vuốt cái đầu mình cái tiêu nghiệp, thì cái chuyện này quý vị nên tránh xa ra. Vì không khéo nó vuốt một cái. Cái đầu xói xòi. Nguy hiểm dữ lắm. Có cái bà kia mới kêu, dạ thưa thầy, xin thầy vuốt đầu giùm cho con cái. Nhà Đức nói, đòi tay của tôi vừa mới đi vệ sinh ra, chưa kịp lau tay. Như vậy thì thí chủ có cần vuốt hay không? Bà nghe bà xanh sao. Vậy mà cũng nói thôi gì vuốt đại cái. Thôi bà mệt quá, mê hoặc gì đâu mà đến mức không tưởng tượng được. Thôi được rồi, không dám vuốt. Vuốt bậy bạ nó quen tặc. Nó vuốt từ trên đầu, nó vuốt từ từ. Nó nguy hiểm dữ lắm quý vị ơi. Hiểu không? Quý vị đừng nên tạo ra một cái nhân tố đó. Nguy hiểm quá. Hiểu không? Nên không, nói thật sự với quý vị, cái môn thuyết pháp mà giúp cho người ta vui, đi ngồi ghe pháo thì đây đúng là cao thủ rồi, không còn nói gì. Đúng không? Cái thờ mà thầy ở trên kia là cao thủ giảng pháp vui rồi đó, nhưng mà tới thờ những đức là cao thủ hơn cao thủ, còn vui hơn nữa quý vị. Đúng không? Vậy là rõ ràng rồi. Cái người mà chuyên tu tịnh độ, mà chuyên đến cái mức chuyên luôn, thì nhất định là những đức nói cho thầy ghe. Và cái đó chiên giòn. Chiên đến mức chiên giòn luôn. Thì quý vị lúc nào cũng giòn giả, là vui vẻ đó, hiểu chưa? Nên quý vị nhớ nghe, nếu như quý vị mà tạp tu là như Đức nói quý vị thường gì nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư tôn đức tăng ni. Tứ tung lang tang rồi đó. Ai mà gặp những đức mà tác bạch cái đó này, những đức này. Làm cho cái bà tác bạch hết hồn. Nó dừng lại. Ôi sao thầy làm gì kỳ thầy? Nói, thầy bị giật con. Chưa từng có thầy nào mà kỳ cục gì. Thôi cô vô đề đại đi cô. Thời gian bây giờ quý báu lắm. Xăng dầu bây giờ mắc mỏ. Cô có chạy vòng vòng hoài, hao xăng quá. Cần cái gì nói đi. Cái nào giúp được thì giúp, giúp không được cũng trả lời liền, chứ đừng để hao xăng. Nói ô thầy công nhận sảng khoái quá. Như vậy thì con vô đề thẳng luôn đúng không thầy? À, cô cứ vô đề thẳng. Đến đây để làm gì? Dạ con xin thầy cho con ở cộng tu. Được, ra phòng đăng ký. Vô tu. Xong rồi.
Đó, làm gì mà cao xa thế ghê mệt. Có nhiêu đó thôi mà cũng làm tùm lum tùm la. Có mong thầy là một cái cây đại thụ thiệt là to lớn. Để hàng đệ tử chúng con có thể nương nhờ vào cây đại thụ này. Những đức nói tôi là cây tre. Chịu bao nhiêu giông bão ba đào, cây tre vẫn còn ở đó. Tôi chỉ che được cho tôi thôi. Quý thấy cây tre có cành đâu không? Mà nó là quật qua quật lại mà nó vẫn có tồn tại. Nên tôi chỉ có bản lãnh khả năng để tôi che cho tôi thôi. Tôi không phải là cây bồ đề đâu. Nó thôi tôi đừng có nói mấy câu đó. Một mình tôi che tôi chưa xong, tôi che cho ai? Quý vị ơi, trước chưa độ mình làm sao độ người hả quý vị? Hiểu không? Chúng ta là một khu rừng tre. Hiểu không? Mỗi người là một cây tre, tự che mình đi. Nhớ nghe, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng nghe. À, chứ đừng có cho tưởng đâu rằng mình là ghê gớm gì đó. Coi chừng á, sự cố đến bất tử một cái thầy cho chạy mất dép. Tì đến ào ào đông đúc gì đó, nhưng mà lỡ có sự cố cháy nhà hay nước trôi hay đất sụp gì thử đi rồi biết. Nóng đáy ảnh hưởng đến chạy trời. Nó sẽ thô con thầy văng xuống hố. Nói con, thầy ơi sao con xuống thầy dữ vậy con? Ôi thầy ơi bây giờ mạng ai nấy lo thầy ơi. Không phải giỡn đâu quý vị ơi. Mỗi người nên gầy dựng mình đi quý vị. Gầy dựng mình cho thiệt mạnh nghe. Tín nguyện niệm Phật là gầy dựng cho mình đó. Nhớ nghe. Vì tín nguyện niệm Phật là mình nương tựa bổ nguyện của Di Đà. Nên bản thân của mình dù gặp trong sự cố gì đi chăng nữa cũng không bao giờ bị dao động. Bây giờ quý vị nương tựa ai bình yên bằng nương tựa bổ nguyện Di Đà? Bổ nguyện Đức Phật A Di Đà cũng như gió không thấy mà có mát. Quý vị tin vào bổ nguyện Di Đà, bản thân quý vị cảm thấy tự nhiên bình an. Đúng không? Con người thế gian này bữa nay ta nói gì, ngày mai ta nói gì khác, quý vị sẽ bị dao động tâm. Nhưng bổ nguyện Di Đà có ai nói cỡ nào thì quý vị vẫn như như bất động, vì đặt lòng tin vào bổ nguyện Di Đà. Nên cái cô kia mà đi đến chùa mà nghe giảng mấy năm trước mà hưng hừng hực cái tâm, vài năm sau không về chùa, bây giờ bị ung thư ẵn mình trong bệnh viện. Phật tử đi lợ thăm thấy tội nghiệp quá, nói tại sao cô không về chùa? Cô là Phật tử ngày xưa mà, từ thời còn khó khăn mà thầy khó khăn mà cúng dường giúp đỡ thầy đồ này kia, bây giờ tại sao ẵn tích mai danh ẵn tích lâu mà không xuất hiện? Nó nói là giờ về sợ ngại làm phiền thầy. Những đức nói với cái cô Phật tử câu, những đức nói rằng bà sợ làm phiền để bà đi đọa lạc thì bà dạy khờ. Đúng không? Nên mấy cô Phật tử mà đi về tu lâu năm á, cố gắng gầy dựng cái tín nguyện mà tu. Rồi mấy cái bà mà trưởng đoàn mà dẫn đi tu đồ đó, nghe không? Mấy bà dẫn đi, mấy bà cũng có công cán dẫn người ta đi tu. Nói thì nói chứ cỡ nào cỡ cho sau này mấy bà có ung thư gì mấy bà cũng về đây. Về đây đi. Dù là xanh xương tôi cũng lo nữa. Hiểu chưa? Nói câu này là nói cái câu mà tặng đáy lòng đó, chứ đâu phải là nói cái chuyện mà mình mà nói ta đương thờ đâu. Đương thờ nói chi? Ta giàu sang phú quý thì lo cho người ta, tại vì người ta đầy đủ điều kiện mình lo. Mình giúp thì người ta nói tờ đầy đủ, mà giúp giúp gì thì cũng bình thường. Nhưng tôi nói mấy bà sanh xương cũng lo mấy bà, có nghĩa là ý nói là mấy bà te tuông khổ đau thì bà cứ về đây. Đúng không? Tại có nhân có quả với chùa chiền. Còn những người mà nghe qua từ xa thì mỗi người phải gầy dựng. Chứ bây giờ mà
Chúng ta ngôi chùa thế gian nó có giới hạn. Bây giờ quý vị có đem đắp hết trơn cũng không nổi nữa. Đúng quý vị? Nó. Nhưng những người mà đi về đây thường xuyên gì nè, giờ sùng sồn còn lo gia đình được thì lo đi. Mai mốt lớn lớn tuổi một chút thì tự nhiên sẽ tìm ra con đường của chính mình. Đúng không? Thì mình đều đủ hết trơn mà. Vô chùa đăng ký ở trong chùa rồi xong tới về già thì trong chùa hộ niệm đồ đàng hoàng. Lo lắng dù cỡ nào cũng là sự giúp đỡ hỗ trợ hết mình. Còn ở nhà thì con cái, thưa quý vị, nó đã có gia đình thì nó phải lo cho một gia đình, nó phải đi làm, mình có bệnh đau mình cũng nằm đó tròn hỏn đó, ai mà chăm. Còn nhà chùa thì công việc của người ta là công việc chăm lo, nên người ta làm cái việc này, thấy không? Nó nên đó, mọi người phải gầy dựng từ bây giờ chứ đừng có thả trôi thả nổi, nghe chưa? Đi lợi chùa thì nghe pháp từ hô hà vỗ tay sùm, đi đến chùa thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, về nhà bật cái điệu địa chung lên, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chưa hết câu, để tao đi nấu cơm. Thua rồi, không chịu rõ ràng thờ khóa tu, thấy không? Lễ Phật vừa lễ mà vừa nhìn cái cửa có ăn trộm vô nhà không? Thua rồi, thấy không? Không rõ ràng thờ khóa tu. Tu thì phải ra tu cho nó đàng hoàng một thờ, phân tách rõ ràng với chồng với con đàng hoàng. Tôi tu để tôi tu một thờ, tu một thờ này lợi ích cho gia đình đó, thấy không? Phải cố gắng mà niệm Phật siêng năng, nghe chưa? Nó cô đó mà thờ quanh quanh liệt liệt đi đến chùa, phần nhiều trong chùa ai cũng biết cổ chứ, mà đến đây nghe nhà Đức giảng đồ lúc nào cũng ngồi trên đây nè, ngồi trên đây nghe giảng, nghe thời gian người này nói này người kia nói kia, bà sao lúc nào bà cũng lên đây bà ngồi hết trơn rồi, sao tự nhiên ngại quá đi lùi lùi đi tuốt phía sau ngồi, tuốt phía sau từ từ đi lên trên lầu ngồi, lên trên lầu ngồi từ từ về nhà ngồi luôn. Trời là trời, tiếng gây thiệt kinh chưa quý vị ơi? Quý vị mà đi lên phía trước mà ngồi được á là dù có ai nói cái gì nhưng cái đó cũng là một cách tiêu trừ kiêu ngạo cho quý vị đó. Không phải giỡn đâu, tiêu trừ kiêu ngạo đó, mình chỉ cần mình đừng có cái tâm mà đấu đá cái gì nhau, mình chỉ cần kiếm cái chỗ mình ngồi cho đàng hoàng, mình đừng có đấu đá với ai thôi, mình ngồi cho đàng hoàng, mình nghe giảng pháp trực diện nó có lực này kia đồ, nó đỡ cho mình dữ lắm, không giỡn đâu, hiểu không? Chứ kẻ nói này người nói kia trong cuộc đời mà sao vừa lòng người ta, nhưng đừng có mang cái tâm hơn thua đấu đá thôi. Và đừng có buồn giận ai mà bị người ta nói này nói kia, nó thôi tôi phàm phu. Bà làm gì tôi nói bà làm gì, bà làm mà vỗ mặt vỗ mặt bà kỳ cục đi. Rồi bà nặng cái gì? Nó tại vì tôi nói cái mặt tôi nó về. Chứ bà nặng cái gì? Nó nặng mụn được không? Kệ tôi. Tôi vậy đó, mặt tôi về. Nên ai có nói gì nói kệ. Miễn tôi nghe pháp tôi vui là được rồi, chuyện của tôi. Nào. Còn những người đi sau thì phải chịu thôi. Chứ mấy cái bà ngồi phía trước này, mấy bà đi từ hôm qua tới giờ. Thì con mới đi từ hôm qua giờ đi. Mới đi từ hôm qua mà từ sáng hôm qua. Đi từ sáng hôm qua mới đi qua chùa mới qua tu. Rồi trưa mới chạy về đây mới tu. Rồi tối mới đi xuống dưới lớp Đệ Tử Quy. Rồi bà chạy lên đây, bà mới chọn được cái chỗ này. Quý vị nói cái chuyện đơn giản của mấy bà hả? Có đơn giản đâu chợ. Nhiều người nói bà ơi mấy cái bà này sao mà từng nào cũng ngộ ghê. Quay viên có thấy cái mặt quen này không vậy chờ? Thì cái mặt quen của mấy bà là do mấy bà đi từ hôm qua tới giờ đó. Từ sáng hôm qua bà có mặt ở chùa rồi. Không biết làm cách nào mà sáng là bà có mặt ở chùa rồi nên bà mới được ngồi cái hàng đầu. Đâu có giỡn đâu quý vị. Nói ra vậy để biết cái công hạnh nhân quả tùy duyên, hiểu không? Chứ đâu phải là chuyện bỗng không.
thấy không? Hoặc là mấy bà cũng có bạn đồng tu. Bây giờ nhà Đức hỏi quý vị nè, quý vị tu hành, nếu quý vị bắt phe với ai với Đạo Phật thì ai với Đạo Phật đến trước quý vị, đúng không? Tùy quý vị chọn phe thôi. Nếu như quý vị chọn phe là ai với Đạo Phật thì chắc chắn ai với Đạo Phật đến trước à. Tại vì chọn phe ai với Đạo Phật, quý vị niệm ai với Đạo Phật, nên quý vị biết rằng quý vị niệm ai với Đạo Phật, nên quý vị kết duyên những người niệm ai với Đạo Phật, quý vị giúp cho những người niệm ai với Đạo Phật về thế giới Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Thấy không? Thì khi quý vị cặn tư nghiệp, quý vị gần chết, thì tức khắc những người quý vị giúp, người ta niệm ai với Đạo Phật đi về Tây Phương Cực Lạc, người ta sẽ lên, người ta thỉnh mời Đức Phật A Di Đà, người ta nói bạch Đức Thế Tôn, con về được thế giới cực lạc này là nhờ người đó, người đó, người đó đã giúp cho con biết niệm Phật, và hôm nay con đã được về thế giới cực lạc. Con đã dùng thiên nhãn để nhìn thấy người đó bây giờ đang bệnh đau vô cùng là khổ sở, hấp hối mà không có ai hộ niệm, một người nào giúp đỡ cho người đó hết trơn. Con xin thỉnh Đức Thế Tôn cho con thị hiện đến đó để làm một đoàn ban hộ niệm, đi đến hộ niệm cho cái người đó. Thấy chưa? Nói thì vậy cho đi đang đó quý vị. Thấy chưa? Nghe mà, nghe như Đức giảng mà không hiểu là người ta tắt máy liền. Thầy giảng gì không hiểu gì chứ. Nhưng mà cái người trong cuộc sẽ biết. Trong cuộc sẽ biết đó. Thì giúp người ta mà. Người thế giới cực lạc không bao giờ quên ơn bội nghĩa. Vì giúp cho cái người giảng sanh không bao giờ quên ơn bội nghĩa. Nên những Đức nói cho những quan gia trái chủ, những cái quan hồn phá thai, đừng có trở ngại những cái người niệm Phật các con ư. Mẹ cha lỡ nó từng bỏ các con vì nghiệp phá thai là do cái nhân tố của các con chưa đủ phước đi sinh ra đời. 100% với quý vị. Nếu như cái nhân tố quý vị là cái phước mà đủ sinh ra đời mà bỏ quý vị được mới sợ. Không bao giờ bỏ được. Có phá cũng phá không được. Trong cái cuộc đời này đã có những người đã từng uống thuốc phá thai, mà uống bao nhiêu lần đứa bé vẫn không chết. Có một cái cô này, cô đi phá thai vì tin không? Đúng cái kéo vô, gãy kéo. Bác sĩ xanh mặt xanh mày, gọi vào để thấy đứa bé ở trong, lấy cái tay làm nè. Ghê chưa? Bác sĩ xanh mặt xanh mày luôn. Tại vì sao? Vì cái phước duyên của nó là sinh ra đời không có được giết nó. Hiểu không? Nói chỗ này nè, nói chỗ này để những quan hồn mà mang nghiệp phá thai quá hạn các con buông xuống đi các con. Buông cái tâm báo thù xuống các con, buông xuống. Nếu các con mà đi theo mà báo thù hoài thì quan gia này nó cứ kết càng sâu, đọa lạc càng sâu, trở ngại nhau, không có ai cứu mình. Hãy giúp cho những người niệm Phật này để cho họ tiện bề họ tu. Nếu họ giải đãi thì các con nhéo mông họ. Tại sao nói câu này? Có cái bà kia lỡ nói là tôi thầy, cô nói câu này nhỏ nhỏ thầy đừng nói với ai nghe, mắc cỡ dữ lắm. Hỏi gì sao? Trời ơi thầy, thầy tu lễ Phật mà nó ngứa kỳ cục, nó không thế nào mà không gãi được, mà gãi thì quá kỳ. Mỗi lần đi lỡ đạo tràng đông người là nó cứ ngứa, nó ngứa kỳ cục lắm thầy ơi thầy. Nó ngứa những cái chỗ mà không nên ngứa, mà khi trở về nhà vô buồn, vô nhà vệ sinh thì không ngứa, mà lỡ tu thì lại ngứa. Có ai bị trường hợp này không? Không hả? Chứ có bà nào dám nói có đâu. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó xong nghe. Bà vừa nói những Đức nghe gì, những Đức nói bà tu chưa tinh tấn, bà còn giải đại. Đó là cái khảo đảo thử thách bà. Bà cố gắng dũng mãnh tinh tấn lên đi. Còn những hương linh, còn những cô hồn quắc vơ quắc vượng, quan gia trái chủ đang khổ đau te tua đang chờ bà cứu độ, mà bà còn giải đại lắm, thấy không? Còn vì danh vì lợi lắm chứ chưa phải giải thoát đâu.
Nên phải khiến bà như vậy để cho bà tinh tấn thêm đó. Bà nói trời ơi, sao thầy nói y bon vậy trời. Nói xong bà nói ốc ác, bà nổi cục lên. Vì sao? Nó mang nghiệp khóa thay, nó không có đơn giản đâu quý vị. Phụ nữ ngồi đây nghe, ai mà mang nghiệp khóa thai đố mà cái gia đình nó bị hạnh phúc, đố mà bản thân nó bị bình yên, vì trời xem từ từ sẽ đến quý vị cho mà thấy. Với ai mà đã từng kiếm ra những cái đồng tiền tội lỗi, nếu như quý vị mà không gặp Phật pháp quá dạy, chết chắc. Cái đồng tiền đó nó sẽ gây ra một cái gia đình mình đại kiếp nạn. Trong cái gia đình mình toàn là quan gia đến trong gia đình mình không. Tại vì sao? Vì đồng tiền bị kiếm được đã làm cho bao nhiêu người phải khổ đau, bao nhiêu người tan nhà mất mạng. Thì cái gia đình quý vị trở thành quan gia trú ẩn trong nhà. Có cái bà này quý vị biết rằng bà làm cái nghề phá thai đến năm bà 45 tuổi. Quý vị biết rằng đêm nào bà ngủ bà thấy trên trời dưới đất đầy hương linh chùm bà lại, cắn bà, nhéo bà, làm bà đến nỗi mà con mắt bà chuyển màu luôn. Mới 45 tuổi mà con mắt nó chuyển hai màu, mặt mày đen thui thùi lùi luôn. Vừa đến gặp những đức nói bà làm cái nghề gì mà bà hiện cái tướng này. Trời ơi, những đức gặp những đứa mạnh dạn quý vị. Mình hướng dẫn nhiều người, mình có cái sự mạnh mẽ chứ quý vị. Vừa gặp mặt cái là đánh một gậy trước đi, đừng để nó dòng do tâm quách. Vừa gặp mặt của nó, bà làm cái nghề gì mà bà hiện cái tướng này. Nói thầy. Bà sợ xanh mặt quý vị ơi. Xong bà nói dạ thưa thầy, không dám giấu con làm nghề phá thai. Bà làm nghề phá thai, biết cái nghề là nghề gì không? Giết người kiếm tiền, mà giết người được nhà nước cho phép. Tại vì phá thai nhà nước đâu có biết quy luật nhân quả này đâu quý vị. Tưởng đâu là cái dòng máu, cái giọt máu thôi. Mà bây giờ nếu không có một linh hồn nhập vào giọt cái giọt máu thì làm sao quý vị biết quý vị mang thai. Khi quý vị biết quý vị mang thai đã có một sự cảm ứng của cái linh thức nhập vào thì mình mới biết mình mang thai. Chứ nếu như nó là một giọt máu bình thường, vì sao quý vị biết quý vị ốm nghén mang thai. Nên nó đã có linh thức trong cái giọt máu. Mà phá cái giọt máu là quý vị đang đập cái thân của người ta. Giống như mình mang thân như vậy còn sống, nếu ai đâm mình vài cái thì cái linh thức của mình tức khắc nó xuất ra liền, và cái thân mình nó bị chết, đúng không? Vậy thì cái giọt máu đó là cái thân nè, nhưng nó chưa hình thành ra thể tướng đầy đủ. Nhưng chưa gì hết, mình đã đâm bể cái giọt máu đó banh chành thì cái linh hồn đó nó bắt vơ bất vượng, không có chỗ trú ẩn. Vì cái nhân quả là nó nhập vào ngay cái bụng người mẹ này là nhân quả mới ở được, chứ đâu phải bụng ai nó cũng vào được. Khi vợ chồng kết hợp với nhau thì dù ở xa thiệt xa, hàng trăm ngàn ngọn núi tu di, nhưng nó vẫn thấy giữa cha mẹ giao cấu mà nó đến để nhập thai. Nhìn thấy mẹ thì là con trai, mà nhìn thấy cha thì đó là con gái. Nên quý vị nhìn thấy mẹ thường thương con trai nhiều mà con gái thường thương cha nhiều, công nhận không? Đó, quy luật của nhân tố đầu tiên. Nhân tố đầu tiên quý vị là mẹ bị la cha đi là con gái nó binh lắm đó. Nó binh đó quý vị. Nó, nhưng mà cha mà đánh mẹ là con trai nó ra tay nó binh đó, chứ không phải giỡn đâu. Nó nên từ nơi đó quý vị thấy không? Vậy mà mình phá cái giọt máu này là quý vị đang phá vỡ cái thân của người ta. Mà đã phá vỡ cái thân người ta, linh hồn ta vất vơ vất vưởng, nó gọi là cô hồn. Cô là một cái linh hồn cô đơn vất vơ vất vưởng ở đầu đường xó chợ, không ai cúng cho ăn, không ai cho đồ bặn, nó buồn bã thê lương. Nên cái tâm oán hận, cái nhìn quý vị thương những đứa con bởi vì sinh ra nó tức tối như bản thân quý vị, đơn giản thôi. Chồng mình mà thương vợ bé, bản thân mình vợ lớn mình tức, mình nghiến răng, mình muốn cắn con nhỏ kia. Tại vì mình oán hận, đúng không? Cái đó là chưa chết mà mình còn oán hận như vậy qua tình cảm. Không chi là bây giờ mình bỏ đứa này mà mình sanh đứa kia, mình nuôi đứa kia mến tay mến chân, mình lo cho từng đôi dép, từng bộ đồ, từng cái quần, mình lo từng chén cơm cho nó ăn, nó không ăn, nó khóc, nó dãy dùng, mình đút cho nó, năn nỉ nó ăn đi con. Còn cái đứa bé kia không ai cho nó ăn, không ai nghĩ đến nó.
cái quán hận của nó chừng mắt nó nhìn quý vị, nó nhìn quý vị, nó chừng mắt nó nhìn quý vị. Rồi lúc đó nó nói tao phải báo thù. Thì nó khiến cho cái đứa con này nè, khi sanh ra phải làm cho quý vị lên bờ xuống ruộng. Cái đứa bé mà bị phá thai nó làm cho đứa này bệnh hoạn, khó chịu, sân si, cọc cằn để chi? Để cha mẹ lên bờ xuống ruộng. Rồi cha là chồng phải đi ăn nhậu, đi có vợ bé, để gia đình này tan nát. Mẹ thì bệnh đau, ung thư tử cung, ung thư này, ung thư kia, để làm cho bị gia đình tan nát từ ngay nghiệp phá thai sát sanh mà ra. Đó, nghe chưa? Kinh không? Nó nghe vui vui, nghe một chút rồi vì thấy không? Nó từ từ rồi đó. Nghe không? Nên cái cõi đời này quan gia thù nghiệp mà bao nhiêu sự báo thù rửa hận ở đây mà không gì cực lạc vậy đi đâu? Không gì cực lạc đi đâu? Bây giờ mà bình yên được tu gì, giữ bình yên đi mấy chị. Mấy chị đừng có đi tìm lũ đạn. Nay mấy cái bà mà chồng bỏ chồng chê, mấy bà lo tu đi. Mấy bà đừng có tìm thằng nào nữa chứ á. Trời ơi, thằng chồng chính đây mà nó còn bỏ mình, không chi là thằng chồng ghẻ. Đừng có nói chuyện giỡn chứ. Ghẻ mà làm sao bằng ruột. Ruột mà đây mà nó còn bứt ruột đi mà ghẻ ăn thua gì. Thì ban đầu một ghẻ nó mới mọc vô thì nó nói tao là ghẻ đẹp. Ghẻ đẹp nè em. Nhưng mà một thời gian nó mới dỗ ra hai cái nanh để nó cắn mình cho mà chết. Nó nên mình đừng có bị cái cõi đời này nghe. Nó lừa mình đó. Nghiệp duyên nó lừa mình đó. Thì quý vị nói rằng đó là nghiệp, mấy vị thuận theo nghiệp thì gắng chịu. Bản thân mình cố gắng vượt qua, nỗ lực mà tu hành. Nó nên mấy cái cô mà chồng bỏ chồng chê mà về đây những đức có khuyên cố gắng mà lo tu, lo niệm Phật, đừng có bước thêm bước nữa. Đừng có nhảy lang thang. Đừng có lang bang vòng vòng. Cuối cùng có chừng khổ đó. Mang tiếng mang tai mà lại phiền phức. Cuối cùng muốn tu duy trì khó dữ lắm. Một mình quyết định nó dễ. Nó cũng chỉ có vậy thôi. Nó có gì đâu mà lạ đâu mà cái nhào vô làm chi à? Hiểu không? Hiểu không? Nó nên giống như giờ mẹ chú Kiệt đồ bả vô đây bả tu bả sáng sủa rồi mặt đẹp lên chưa? Chứ từng tuổi này mà nói chứ nhìn sáng sủa vậy đó nghe. Ngoài đời mà nhiều ông chạy xích lô đồ mà nó lỡ nó cũng mỗi ngày nó chạy ra chợ nó kêu nàng ơi nàng leo lên xích lô chở nàng gì không, thời gian không khéo chết dích cỡ diệu sưng này đồ cũng còn trẻ. Không khéo cái chừng của ngày đó. Đừng có nói cái chuyện bây giờ nói gan lắm, nói mạnh lắm. Tôi là không bao giờ, không bao giờ. Một ngày nào cái tự nhiên đổ thừa. Thật sự mà nói á thì hồi lúc trước á là do á duyên nợ chưa đến thôi. Bây giờ nó đến rồi á thì tu thì tu thôi chứ mà đến thì đến thôi. Tại mấy bà rớt đài liền cái sự đó chuyện vẫn chơi nghe chưa, cẩn thận. Nhưng đứa cứ nhắc hoài á, mấy cái ông mà đi chung mà trong đoàn mà hai ba ông thôi á, cẩn thận những cái người đó nó nguy hiểm dữ lắm. Ông thà mình nói vậy đi quý vị. Tại vì quý vị biết rằng á, thường mà nước tú nữ á, mà cỡ thầy trò đường tăng mà như đường tăng đẹp thì nó mê thì không nói làm chi. Mà cả chú bắt dớ mà nó cũng muốn bắt ở lại. Tại vì nó thiếu thốn quá quý vị. Hiểu không? Cả chú bắt dớ mà tài thiên mà xe tăng mà nó còn bắt lại. Đường tăng là tam tạng thì bắt lại thì được tại ông đẹp. Bắt lại thì không nói làm chi mà cả ba thầy trò xấu kia. Một con khỉ, một con heo, một con người mà đầu sói mà nó cũng kêu lại nữa. Thì lúc đó thì mới gọi là
Vua của nước đất nước Tô Nữ hỏi vì sao mà các ngươi lại cũng thích con heo mập này. Vì nói rằng tuy nó là heo nhưng cũng là dòng giống của Nam Nhi. Thấy chưa? Ghê không? Nó nên mấy bà đi nguyên một phái đoàn mà toàn là nữ quốc, mà trong đó chỉ cần lọt vô một nam băng, thấy không, là mấy bà phải cân bằng cái tâm lại thì mấy bà mới duy trì. Chứ nếu gặp một người đàn ông mà nó dẻo miệng dẻo mồm khéo léo, coi chừng có ngày nguy hiểm lắm. Ồ, mưa gió bão bùng ai biết chừng nào xảy đến, hiểu không? Giống như có ông với cái bà này đi tu chung, không bao giờ có chuyện xảy ra. Nhưng có một lần nọ quý vị, một cơn mưa gió bão bùng ào ạt đổ xuống, thì cái ông này ông chạy cái, ông cầm cái dù ông chạy ra, tự nhiên ông che cho bà. Rồi tự nhiên trong cái lúc mà cái dù mà che đó quý vị, thì cái tay á, cái tay che dù nó gì nè quý vị, thì nó không biết là nó trúng chỗ nào. Rồi xong bà mới nhớ lại cái thờ xa xưa, thờ mà đòi sim hai mộ. Quý vị biết rằng, trời ơi quý vị biết, tự nhiên từ đó về sau ông bà thương nhau luôn. Xong gặp những đức nói rằng hai đứa con đến với nhau do một buổi mưa rơi. Ghê chưa? Ai biết được cuộc tình xảy ra từ lúc nào quý vị. Nó nên cái cõi đời này khó tu lắm nghe, khó tu lắm. Nên mấy bà trưởng đoàn á, làm trưởng đoàn là chỉ có nữ trưởng đoàn, tất cả ở dưới là trưởng 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 nữ, hiểu không? Còn tài xế thì cho ngồi phía trước, đừng có cho dính vô nội bộ. Hiểu chưa? Rồi có cái gì đừng có nhắn tin qua lại với mấy ổng. Vợ người ta ghen, ta có vợ, vợ người ta ghen thì sao? Đừng có nhắn tin người ta. Tiệt đối đi tu không có nhắn tin cho quý thầy, quý chú, không có nhắn tin cho cái người đàn ông nào hết trơn. Lỡ người ta nhắn lại chồng mình biết rồi sao? Bắt đầu công hiểu lầm, thấy không? Nhắn cái câu đơn giản thôi, giờ này ngủ chưa? Mình nhắn lại, ngủ rồi. Hoặc là hỏi giờ này ngủ chưa, mình nói cả đêm thao thức không ngủ được. Nhắn tin kiểu này mà không xóa là chết mồ. Chồng nó bắt được, nó hỏi mày nhắn cho ai mà cả đêm thao thức không ngủ được, mày chờ cái gì mà cả đêm thao thức mày. Thì nhớ nghe, cầm cái điện thoại cẩn thận, lỡ bạn đồng nghiệp đồ này kia nhắn tin qua lỡ phải xóa sạch liền. Tại vì sao? Vì cái vô tình của mình mà trở thành người ta nghĩ là cố ý. Xóa tin nhắn liền, nghe chưa? Trong cái cõi đời này ghê lắm quý vị ơi. Và tôi không bao giờ một tin nhắn tôi nhắn cho ai, có xài điện thoại đâu nhắn. Bởi vì thấy yên ghê chưa? Bao nhiêu Phật tử xin số điện thoại, những đức đọc số điện thoại liền. 090 000 không có. Thấy chưa? Ủa thầy, sao số điện thoại gì mà toàn là không có bị thầy? Vì không có điện thoại. Vậy mà mấy bà còn nói câu gì biết không? Con sẽ mua cho thầy một chiếc điện thoại mà khi gọi hình ảnh rõ ràng, gặp mặt nhau để nói chuyện. Những đức nói gặp mặt nhau nói chuyện chi à? Hỏi mấy cái câu nó ngược đời không? Hiểu không? Gặp mặt nhau nói chuyện chi à? Nó thì nói chuyện cho về cho vui, nó không có gì vui chứ. Niệm Phật là vui nhất, không có gì gặp mặt nhau mà vui chứ. Hiểu không? Mình trả lời thẳng vậy đi quý vị. Vậy mà người ta quý nghe quý vị. Chứ đừng có mình dị tình mình nhận chiếc điện thoại thấy hình.
thấy một hai lần mình mê quá mình nói luôn, chết mồ. Bằng đêm vô phòng sớm chùm mình lại, chùm mình lại cầm chiếc điện thoại. Hồi nãy có công phu không à? Có công phu không? Mới công phu mới xong thầy. Thầy hôm nay họp bên bển sao? Họp mới về. Ngày mai mấy giờ thầy mới giảng pháp? À, thời gian cũng chưa rõ ràng, để ngày mai báo cho biết. Rồi, thấy không? Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi nghe. Xong tới 12 giờ khuya ngủ không được. Nhắn tin lại, thầy ngủ chưa? Xong nhắn lại, thao thức cả đêm chưa ngủ được. Ngày mai cái như khỏi thuyết pháp luôn, nhờ không xài điện thoại mà thuyết pháp rầm rầm. Thấy không? Hay chưa? Nên quý vị ơi, về chùa mình tu đừng có xin số điện thoại của quý thầy mấy chú nghe. Có gì cần thiết là nhắn nghe thôi, chứ đừng có qua lỡ chi gì mất công mệt, để cho mấy anh trả tu. Đừng có đem mấy chuyện thị phi cho mấy anh trả nghe, nghe không? Giết mấy anh trả tu hết được quý vị ơi, tội nghiệp lắm quý vị à. Hiểu không? Không, nó chán ra một bài chia sẻ Phật pháp như Đức, nó dài nhưng mà nó nhân sinh quý vị. Nó rất nhiều thứ nằm trong đây để chỉ dạy quý vị, thấy không? Đau chân chút nhưng mà thôi, mỗi tuần chủ nhật về nó cảm thấy vui quý vị. À, thôi chúc vị an lạc nha. Quyết tâm về cực lạc vị ơi. Mà muốn về cực lạc thì phải làm sao? Niệm Phật rồi nhưng mà còn buồn giận ai không? Nhớ đừng buồn giận ai, để trong tâm nghe. Ai mà buồn giận lỡ đây là số sổ nghe. Tuy mình đi chỗ này chỗ kia làm từ thiện rất nhiều, nhưng mà mình lại không tu. Tu phước không tu huệ. Nhớ kỹ, nếu như mình không có cái tâm tu giải thoát quý vị, tức khắc tất cả những cái phước mình tạo nó trở thành là cái phước hưởng hiện đời. Mà cái phước hưởng hiện đời ta khen cũng là cái tạo phước, ta khen cũng là cái tạo phước, hưởng phước. Rồi người ta khi chê mình là phiền não bực bội, không? Nên từ nơi đó mà chúng ta tu phước nhưng phải nghe pháp và phải tu giải thoát, thì cuối đời mình á, trong cái trường hợp nào bản thân mình cũng không có oán than. Tại vì mình nghe pháp mình hiểu được định luật nhân quả, rồi mình có cái tâm tu giải thoát nên cái tâm mình nó buông xuống những cái trở ngại trong cuộc đời, mình vui mình trả quả báo. Còn nếu như mình chỉ có đi tu phước báo nhân duyên thôi mà không chịu tu giải thoát, không nghe pháp, thì nó mê hoặc điên đảo ở trong cái việc mà mình tu phước. Tại mình đâu có hiểu nhân quả. Nên khi cái sự trở ngại khổ đau đến với mình là mình hờn trách, mà mình quay là mình chửi Phật Bồ Tát luôn á. Tại vì mình nói là Phật Bồ Tát gạt tôi, tôi làm phước nhiều vậy mà cuối cùng cuộc đời của tôi lại không được tốt. Nên rất là nhiều người trong gia đình mình mà họ không biết tu á, khi mình đi chùa tu phước tu duyên đủ quý vị, có khi mình bị bệnh đau hay cái này kia đến với mình, họ lại nói mình là mày đi chùa cuối cùng mày được cái gì, đúng không? Tại vì họ mê hoặc điên đảo. Còn bản thân mình thì bình thản vô cùng, vì mình biết đây là mình trả qua báo, chánh quả báo tam đồ. Còn họ thì tương lai chịu quả báo tam đồ mà họ muốn tránh qua báo thế gian, trong khi qua báo thế gian thì trả một, mà quả báo tam đồ mới trả ngàn vạn lần. Chúng ta là người tu nên nó sanh trí tuệ, nên thà nó vui trả cái qua báo thế gian, chứ ai mà ngu dại gì đi vô trong quả báo tam đồ quý vị, đúng không?
nên đi làm từ thiện đầu này đầu kia đầu nọ. Nhìn thì là tốt nhưng nó có một cái tai họa cực kỳ lớn. Vì sao? Và chính cái gia đình của mình là gia đình phỉ báng, và bản thân chúng ta cuối cùng cũng quay lại phỉ báng luôn. Vì mình đâu có hiểu Phật Pháp, đâu có nghe Pháp, đâu có được giảng dạy gì đâu quý vị. Họ đi đến chùa họ ngồi chưa nóng cái mông là họ đi lang thang rồi. Nhưng mà tu phước tu duyên, đi làm từ thiện, đi cúng dường trai tăng thì họ thích làm. Việc này họ rất là thích làm nghe quý vị. Tại vì đi đến họ đâu có bắt ngồi, họ đau chân đau cẳng đâu. Quý vị đau chân đau cẳng là đang tu huệ đó, không có giỡn đâu. Mình đau chân đau cẳng là đang tu huệ. Mình lại Quan Âm 3000 lại là đang tu huệ. Rồi tương lai mình tổ chức nè, vài bữa mình tổ chức á, 3 ngày lễ viếng Đức Phật A Di Đà là đang tu huệ đó quý vị. Vì mình đến mình nghe Pháp, mình niệm Phật, mình dụng công tu à, chịu khó chịu khổ mới là tu huệ à. Giống như cái người tu huệ là cái người trong khổ đau mà bước ra là tu huệ. Còn cái người tu phước là cái người không bao giờ chịu khổ đau, không bao giờ chịu cực. Họ thích đi lông nhông, họ có tiền họ đi làm bố thí cúng dường vậy thôi. Đi lên xe chạy lang thang đồ đi vậy đó. Đi đến đâu là được người ta cung kính đồ, lễ lại đồ, tán thán đồ, khen họ là bậc đại bố thí cúng dường đồ này kia đồ. Họ nghe họ phái lắm quý vị. Ừ. Rồi họ đi bố thí cúng dường mà họ còn vặn đồ đẹp đồ này đồ kia, rồi quấn khăn đồ chải đầu đồ ăn diện xịn sọ. Còn bây giờ vô đây tu, bây giờ ngồi đây gì mà trang điểm một chút đừng nó chảy ra tùm lum hả, đúng không? Đó nên họ tà, họ nhào vô phước báo, họ bị mê trong phước báo nên họ mê hoặc điên đạo, họ mê hoặc điên đạo đó. Nên quý vị nhớ, nên tu phước mà không tu huệ nguy hiểm chứ ghê. Mà tu huệ mà không tu phước thì cảnh giới sống khổ đau. Tu huệ là bản thân có thể chịu đựng khổ đau được, nhưng mà cái cảnh giới sống quý vị rất là lam lũ. Giống như bậc A La Hán đã thể hiện chứng quả rồi mà đi khắc thực không ai cho. Nên phước huệ song tu cái việc này cực kỳ quan trọng. Những đức cũng nguyên lý này nhận thức được. Nên thầy Lý Bỉnh Nam dạy vào Thượng Tịnh Không rõ ràng, ông phải tu phước huệ để cảnh giới về sau độ sanh dễ hơn. Ngon. Cảnh giới về sau độ sanh dễ hơn. Nếu bây giờ nhà đức có trí huệ mà nhà đức không có phước thì cái cảnh giới này không có. Không có cảnh giới này sao độ sanh. Có nói hay cỡ nào người ta lỡ nhà mình, thật lỡ chùa thấy nó sập, tượng Phật gớt, chùa chiền dơ hầy, bụi bặm tùm lum, châu bò đi vòng vòng ỉa xung quanh chùa. Cái đó là cảnh giới không có phước quý vị. Nó có huệ ở trong cái kham khổ khó khăn mà chịu đựng tu được, nhưng mà lạ ra cái cảnh giới đi độ sanh là phước không có. Mà con người ta thích có phước, thì lại chùa phải chùa đẹp, chùa lớn, chùa bự. Bây giờ nó thiệt mà nói chứ, bây giờ biết đâu mà có đạo. Nhưng trước thứ nhất là thấy ngôi chùa đẹp là phải đến. Phải quý vị đó. Có cái hài á, nó nói bây giờ đi chùa á, thầy á, nó ngạo đời á, thầy á phải xây chùa cho đẹp. Phật tử bây giờ đi chùa là phải chùa đẹp, chùa giàu nó mới đi, chùa nghèo nó không có đi. Chứ biết chùa nào có đạo bây giờ, hiểu không? Nên từ nữa đó, cái cảnh giới có phước là đã dẫn dắt người ta đi đến chùa được. Mình thấy nó chịu đi đến chùa. Mà nếu mà gặp may mắn có ông thầy giảng pháp dạy đạo cái nữa thì đúng là quá đặc biệt luôn. Quá giống như bị hổ mọc thêm cánh rồi. Tại vì hai mảng đó quý vị được lợi ích. Nó còn nếu như mà giờ mà đi đến cái ngôi chùa mà ngôi chùa nó si cầu que, nghiêng đầu này ngã đầu kia. Rồi á đi đến chưa, vừa đi đến chùa là thầy chùa đã xin tiền quý vị rồi. Quý vị đi đến lần mai mốt vì không đến nữa. Còn bây giờ vừa đi đến chùa là lo cho cơm nước ăn, lo cho chỗ ở đàng hoàng, không xin tiền gì hết là phải đến. Đúng không? Đó. Có phước mới độ sanh dễ. Rồi họ phải đến từ từ mới dạy họ. Dạy từ từ họ mới chịu mở túi tiền ra. Phải không? Đó.
Khi họ mở túi tiền ra, lúc đó mới lo lại cho họ, lấy của họ, lo cho họ, mà họ lại cảm kích ngược lại. Chứ thầy chùa giờ làm đâu ra tiền? Chỉ có cái miệng lấy kinh giáo của Phật giảng ra, rồi họ đột phá vào tâm họ, mở túi tiền ra, lấy tiền của họ, lo lại cho họ, mà họ phải cảm ơn mình lo cho họ. Thấy chưa? Phải không? Đây là nói thật, nói thiệt luôn rồi đó quý vị. Chưa từng nghe ai giảng vậy đúng không? Xác thực. Nó nên lấy của đầu này mà lại tu phước đầu này. Nên thấy không? Nên rõ ràng vậy mà còn phải cảm ơn đầu này. Vậy đó nghe quý vị, mà không cảm ơn là không có phước đó. Không cảm ơn là không có phước. Vì nhờ có đầu này mà mình mới có cơ hội bố thí cúng dường. Chứ không có cái gốc này thì mình không có làm. Mà bản thân mình nó đóng băng cái việc tu phước duyên luôn. Đóng cứng lại, nó không có mở ra. Nên ngôi chùa mình là cái ngôi chùa mà tạo điều kiện cho quý vị tu phước duyên rất là nhiều cách. Đúng không? Vậy chứ những đức phát tâm làm gì chứ cũng có lãi lắm đó quý vị. Giống như những đức mở ra cái ngân hàng, quý vị là người đầu tư vô ngân hàng này, hiểu không? Quý vị có lãi cũng lớn, mà những đức là người đầu tư thì lãi nó càng lớn. Đó. Nên những đức là chủ đầu tư, là quý vị là những cái công ty con để kết hợp. Thấy không? Rồi trên nữa là tổng công ty là Đức Phật A Di Đà. Phật A Di Đà là tổng công ty nha quý vị. Nó rồi ngài mới chỉ đạo ra nhiều công ty mọc ra khắp nơi trên toàn thế giới để thu thập các công ty con về công ty này. Thấy không? Rồi công ty này mới báo lên cho Phật A Di Đà là bây giờ làm ăn ở đây nó như vậy đó. Ngài chỉ đạo làm sao? Thì ngài mới chỉ điểm là vài bữa lễ viếng Đức Phật A Di Đà thì con tổ chức 3 ngày đi. Thấy chưa? Nó mình tổ chức 3 ngày liền. Như lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm ngày kêu mình tổ chức 3.000 lại lần này đi, là con sẽ phát triển cái công ty này mạnh lên đó. Đúng không? Từ nơi đó mà, từ cái việc Phật Pháp, quý vị thấy cái trí tuệ cho Phật Pháp nó rộng. Nghĩa là đi vòng vòng như là, như gọi là giống như trò chơi vậy đó quý vị. Nhưng mà làm chơi mà lại ăn thiệt. Phật Pháp hay ghê. Cái quan trọng trong Phật Pháp là cái nhận thức sâu sắc. Để cuộc đời quý vị phải có cái nhận thức về giải thoát. Cái này mới cái quan trọng. Mà đi chùa vậy nó mới ý nghĩa. Chứ nếu như đi chùa mà chỉ là đi vòng vòng rồi đi cúng dường, rồi có nhiều người đi cúng dường mà đi cúng dường kê tăng bao nhiêu năm luôn mà không biết Phật Pháp là gì luôn. Tại đi đến đó vị trí nghe tác bạch vài câu thôi chứ bị có nghe giảng đâu. Quý vị có bao giờ thấy cái chương trình chay tăng nào mà giảng pháp không? Không thấy nghe quý vị. Lạ ngộ vì sao quý vị biết không? Vì không có ai kiên nhẫn đi ngồi nghe quý vị chứ. Trong cái lượng người đó thì đa phần là ngang ngang với nhau. Không có ai dám giảng với ai nghe chứ. Tại sao mà cái chương trình tu bình thường mà lại ngồi nghe pháp kịch liệt? Tại vì quý vị hạng cư sĩ, đúng là cư sĩ có phước, lạ thay, thấy không? Nên cái khổ đau nhất của chúng ta là gì? Cho rằng mình hiểu biết, cái đơn giản lại không làm. Như những đức nói mà cái chương trình 3.000 lại Quan Âm của mình, trời ơi, những đức nói bảo đảm quý vị cái chương trình này từ đó tới giờ mà nói là chưa ai mà tổ chức cái lễ viếng Quan Âm mà nó hoành tráng, mà nó lớn đến mức gì. Nhưng mà trong khi ông thầy đứng ra tổ chức lại là ông thầy khùng.
Cái này mới là cái cực kỳ xấu hổ. Nó lọt ra ông thầy khùng quý vị, mà lại tổ chức cái chương trình ngộ ghê. Thì có ghê không? Bây giờ đã khùng rồi thì ai mà đem mà những cái nơi mà gọi là quay phim đưa lên mà những cái mà chương trình lớn của giáo hội, ai đâu mà dám quay. Tại vì sao? Vì khùng mà sao nó làm cái chương trình vậy, mà một cái chương trình mà nó mà không có lớn gì nghe quý vị, mà người ta quay kịch đưa lên bao nhiêu trang này trang kia tùm lum. Nhưng mà giáo hội tỉnh nhà có một cái nơi mà tổ chức một cái chương trình không tưởng tượng được mà không để ý tới. Thấy không? Nếu như mà nhận thức sâu sắc thì xin thưa quý vị, cảm thấy tỉnh nhà mừng vì cái Phật giáo tỉnh nhà có người đứng ra để làm cái việc đó cho Phật tử bốn phương về tu. Cảm thấy mừng vô cùng mừng quý vị. Mừng gì á? Trời ơi, khắp nơi nơi mà tại sao người ta không ở cái địa phương đó người ta tu, mà người ta thì tập trung về cái nơi này người ta tu dữ vậy. Mà nhìn tới nhìn lui thì cho rằng là ông thầy khùng. Mà khùng mà tại sao mà nhiều người về nghe, mà nhiều người, nhiều căn tính, đa dạng con người, quá trời con người luôn, từ mạng internet cho đến chùa chiền tổ chức bên ngoài lẫn trên mạng, đủ cách hết. Mà tại sao cái môn nào thầy khùng cũng làm được? Thấy không? Nên Phật tử á, Phật tử mà đi theo ông thầy khùng á thì phải có trí tuệ nghe quý vị. Nói câu đó nghe hiểu không? Theo thầy khùng là phải có trí tuệ. Tại vì trí tuệ mới nhìn thấu được cái chân tâm. Nghe không? Nếu bình thường là bỏ cuộc đó nghe. Nó không lẽ bao nhiêu con người không có người nào nhìn sâu sắc được sao? Không lẽ người ta đều mù quáng hết dân sao trợ? Người ta phải lợi chùa, người ta được cái lợi ích gì nên người ta mới mỗi tuần mà người ta đến gì? Đúng quý vị? Ví dụ như có những nơi người ta lâu lâu người ta tổ chức cái gì, cái đông ì ì người ta, thì cái này là lâu lâu có một cái chương trình gì. Còn cái này tuần nào cũng một cái tuần hát này mà tại sao cứ đến hoài? Đúng không? Nó phải sống động làm sao kìa. Và nó phải lợi ích làm sao, nó truyền miệng ra. Hiểu không? Rồi bây giờ quý vị thấy cái lớp đạo làm con những đức chưa? Nó càng ngày nó càng phát triển phong phú quý vị. Nó càng ngày nó càng cải cách, càng ngày càng hay nghe. Quý vị thấy không? Cái cải cách từ từ càng cải cách phát triển lên. Ban đầu của nó từ trẻ em, rồi từ 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 nó cải cách, những đứa mới nghĩ ra là phải dạy bậc phụ huynh cha mẹ. Bây giờ phải phát triển ra cách nào sao. Vậy đó mà bây giờ cái lớp đạo làm con bây giờ mà mỗi tuần thứ bảy bây giờ nó tầm 1000. Không đơn giản đâu, 1000 người không đơn giản á. Bây giờ là nhiều người chưa biết tu gì hết á. Gia đình chưa biết tu gì hết mà người ta đã đến chùa mình thứ bảy rồi đó. Hồi màu tối những đứa đưa lên cái bài pháp mà thờ Phật Bồ Tát trong nhà có lợi ích gì rồi, thấy chưa? Vô rồi đó. Đẩy vô từ từ rồi đó quý vị. Nó đem Phật pháp đưa cho họ từ từ, họ tiếp nhận Phật pháp. Đa dạng phương tiện, thấy không? Thấy khùng mà ghê chưa? Cũng khùng điên điên mà kỳ cục cái kia. Thấy không? Đó. Trong đầu hiện tại đang hình thức bao nhiêu chương trình cái này cái kia. Nó đang ngồi gì thôi mà giảng pháp gì mà trong đầu đã có những cái chương trình để tổ chức và thứ hai, thứ ba đồ này kia đồ đó nghe. Có giỡn đâu. Đó. Thấy không? Rồi chúng ta hẹn gặp ở Cực Lạc quý vị ơi. Ai với Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.